xưa thân ca ni phần ơi bồn xưa thân ca mô ni Phật. Quý thầy, quý sư cô thân mến, để cái môn dẫn nhập triết học phương Tây là để cho chúng ta hiểu rõ một cái thế giới. Phương Tây thì có phương Đông, phương Bắc rồi lại phương Nam, thì tất cả các thế giới chung quanh chúng ta vẫn là đồng hành cùng phát triển và đều có những cái mầm mống trí tuệ rất là tuyệt vời. Và do vậy, để cho chúng ta có thêm một cái kiến thức về bề rộng và thông qua đó lại có một cái kiến thức về bề sâu trong nhận thức Phật học, thì chúng ta học cái môn triết Tây không giống như các sinh viên của các trường đại học xã hội nhân văn ở bên ngoài, mà thông qua tìm hiểu sự phát triển của năng lực tư duy, phẩm chất trí tuệ của các triết gia phương Tây, chúng ta đều phải quay lại với một nền minh triết của Phật giáo. Và đó là cái mục đích mà lãnh đạo của học viện cũng như bản thân của sư Hương Nhũ muốn giúp cho các thanh ni sư. Khi chúng ta tìm hiểu các triết học Trung Quốc, triết học Khổng Tử, Lão Tử hay là triết học phương Tây, triết học của các ngành tôn giáo khác nhau, cũng không gì hơn là để thấy rõ cái triết học Phật giáo của chúng ta nó có một cái giá trị, một cái vị trí như thế nào trong lịch sử của nhân loại. Đặc biệt là chúng ta vừa mới trải qua kỷ niệm ngày 8 tháng Chạp, ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo đem lại cho nhân loại cái gì? Nó có khác gì hơn so với Chúa ra đời, so với Khổng Tử, Lão Tử ra đời không? Đó. Thì chúng ta nghiên cứu triết Tây để mà nhìn thấy vấn đề đó, chứ không phải đày đọa cho các tăng ni sinh phải nhớ tên ông Socrates, ông Plato, Aristotle, Parmenides, Heraclitus một cách mệt mỏi làm gì. Nhưng mà thật sự chúng ta cũng nghĩ cái gì là mệt mỏi, bởi vì chính quá trình làm việc như vậy, trí tuệ của mình nó mới tạo ra những cái đường rãnh, cái nếp nhăn. Mà một cái bộ não con người càng nhiều cái đường rãnh, cái nếp nhăn thì nó chứng tỏ là cái bộ não con người có hoạt động, cái bộ não con người đó có đi tìm hiểu sâu vào cái giá trị được làm người của chúng ta. Cho nên là con cũng rất là hạnh phúc khi quý thầy quý sư cô mạnh dạn chọn một cái ngành triết rất là mới, rất là lạ đối với quá trình của chúng ta từng học sơ cấp Phật học, trung cấp Phật học và cái nền giáo dục nhà chùa. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một cái nền minh triết phương Tây, mục đích để làm gì? Để chúng ta hiểu hơn rằng có một cái nền minh triết mà nó sẽ gặp gỡ cái tư tưởng với các cái bậc bậc giác ngộ ở trong những cái phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam, các phương trời khác nhau, mà đặc biệt là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên tài liệu thì như vậy đó, thì với những cái tư liệu triết Tây nó dày cuồn cuộn trong các cái thư viện, thì chúng ta chỉ rút ra những cái căn bản. Và khi mà chúng ta đã đi qua cái môn này rồi, nhìn lại nó lại càng căn bản hơn nhưng mà lại càng tinh hoa hơn. Cho nên mặc dù chúng ta gặp nhau chỉ có một vài tiết học thôi, nhưng mà câu hỏi kiểm tra bài cũ đó cũng sẽ là đề thu hoạch cho các vị. Sau cái mùa Tết Nguyên Đán thì chúng ta sẽ còn trở lại gặp nhau vài tuần lễ nữa thì chúng ta mới nộp bài thu hoạch. Nhưng mà con đã đưa ra một cái đề tài như vậy để bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể suy gẫm. Không phải là ngày mai nộp bài rồi tối nay cào cấu rồi chép này chép kia rồi mình thật là phí khi mà chúng ta đăng ký vào học cái môn dẫn nhập triết Tây này. Cái đề tài này giúp cho quý thầy, quý sư cô sau này đi theo ngành hoằng pháp giáo dục hay nghiên cứu gì chúng ta cũng thấy nó giúp chúng ta rất là nhiều. Nó làm cho cái lời nói của chúng ta, những pháp thoại của chúng ta, những sự nghiên cứu của chúng ta nó có một cái bề rộng.
và làm cho những người ở tôn giáo khác, những người ở giai cấp, tầng lớp, trí thức hay lãnh đạo quốc gia họ thấy thú vị. Bởi vì một vị thầy, vị sư không đơn thuần là chỉ nói Đức Phật dạy thế này, Đức Phật dạy thế kia. Mà tôi còn thấy được cái tư tưởng minh triết, cái tư tưởng rất là thông thái trí tuệ của tất cả các nền văn minh, nhân loại. Và họ cảm nhận rằng cái điều dạy của Đức Phật ở đây đó là cái nền chân lý. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy và so sánh được những cái điều minh triết mà bây giờ chúng ta đang góp nhặt. Research, collect những cái đoạn đường triết phương Tây. Còn cuộc đời của chúng ta chắc chắn là phải gắn bó với lại là triết học Phật giáo rồi. Thì trong một cái tín chỉ dẫn nhập triết Tây này, nó cho chúng ta một cái nhìn về bề rộng. Hương Nhũ nói đây để cho quý thầy, quý sư cô cảm thấy thú vị khi chúng ta tìm hiểu môn học này. Không cảm thấy nặng nề, nhất là những người mà không có năng khiếu về về ngoại ngữ nữa, thì nhìn những cái tên Pythagore, Parmenides, Heraclit, Plato, Socrates thấy nhức đầu. Không nhức đầu, các vị cứ việc phiên âm bằng tiếng Việt ở bên cạnh. Không có sao hết. Nhưng vấn đề là mình góp nhặt được họ ở phương Tây. Họ cũng là một cái nền, họ cũng là đại diện cho một cái nền triết học phương Tây. Và chúng ta phải thấy rằng các tín hữu của Hồi giáo, của Kitô giáo chiếm một số lượng rất lớn trên phạm vi toàn thế giới. So với cái bề mặt về tín ngưỡng thì là Phật giáo chỉ là một phần của họ thôi. Như vậy mình phải tìm hiểu về họ. Mình không nên nói đạo Phật là trên hết rồi thì là mình thờ ơ với tất cả mọi quan điểm minh triết của các tôn giáo khác. Và thông qua cái môn triết Tây này thì chúng ta cũng sẽ hiểu được các vấn đề về cái quan điểm, đặc biệt là cái Kitô giáo mà sau phần Hy Lạp La Mã cổ đại, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái đạo Kitô này một cách rõ ràng hơn. Và cũng chỉ qua vài tiết học ta nắm được cái toàn cục. Thưa quý thầy, quý sư cô, sau này thì trong chương trình của học viện có một cái môn văn minh phương Tây, qua đó chúng ta lại hiểu được những cái tôn giáo khác như là Hồi giáo, những cái tôn giáo khác nữa. Nó thông vì văn minh là nó sẽ có tôn giáo, nó có triết học. Cho nên có nhiều người nó học cái môn này để làm gì, thì đó là mở ra một cái kiến thức về bề rộng rất là đáng quý. Và để cho chúng ta khẳng định cái tư tưởng Phật giáo, cái triết học Phật giáo quả là một cái kho tàng trí tuệ của nhân loại. Mà các vị thấy không, mình muốn nói một điều gì mình thường hay dùng cái pháp so sánh. Mình nói suông như vậy, họ nói sao mình biết, sao mình khẳng định như vậy. Cái mình nói tại vì tôi biết như vậy, tôi nghe như vậy, tại vì kinh điển nói như vậy. Thì chúng ta sẽ đừng có quên là Đức Phật từng dạy, đừng có tin vì là lời truyền tụng, đừng có kinh vì tiếng nói của số đông, vì đừng có tin vì đó là lời nói của bậc đạo sư, và đừng có tin là bởi vì tiếng đồn vân vân, mà nó mắt nói có sắc, mắt có chứng. Thì cái nền giáo dục của học viện là cho chúng ta tập viết tiểu luận để nói có sắc, mắt có chứng. Các vị sợ làm tiểu luận là vô lý. Từ đây trở đi chúng ta nói lời nào cũng có là một lời nói minh triết, có sự dẫn chứng. Tôi nói điều này trong kinh Tăng Nhất à, tôi nói điều này trong kinh Tăng Chi Bộ, tôi nói điều này trong kinh Hoa Nghiêm. Mà trong kinh và những cái điều mà Phật dạy trong kinh đó lại còn được gì? Còn được chúng tôi đối chiếu rồi so sánh với các nền minh triết của các nhà lãnh tụ tôn giáo, của các nhà lãnh tụ trên thế giới, của các cái nhà học giả hoặc những con người thông thái trí tuệ. Cho nên chúng ta sẽ có một cái bài tiểu luận giữa kỳ, và cuối kỳ, cuối cái môn học này thì chúng ta có một kỳ thi. Thì cái câu hỏi kiểm tra bài cũ mà con vừa viết lên bảng hôm nay, nó cũng là một cái câu hỏi trí tuệ dành cho quý thầy, quý sư cô. Và sau Tết thì chúng ta còn học với nhau vài một tháng thì mới nộp cái bài tiểu luận này. Nhưng mà con không muốn quý thầy, quý sư cô ở cái thế bị động và thường rơi vào tình trạng chép bài với nhau. Thì vừa rồi là khóa 15 thì là có những cái vị là học rất là giỏi đó, mà không biết là vì sao đó mà bài giống nhau. Một bài từ 50 điểm mà con cho 15 điểm là con cũng nghĩ đến cái công in ấn đồ này kia nọ. Mà một tiểu luận, một thu hoạch cộng lại mà cái bài kia mà nó tệ thì rớt.
Đó. Cho nên đó là con không muốn chúng ta phải rơi vào cái tình trạng như vậy. Và họ nghĩ là cái lớp chúng ta chỉ có là 50 mấy vị thôi, chứ khóa 15 họ học cái môn này 250 vị. Thì họ vẫn có những trường hợp là bài giống nhau. Và họ rất là ân hận, đáng tiếc, bởi vì là họ cảm thấy yêu thích môn học và ta sẽ để rơi vào tình trạng này. Cho nên là chúng ta nên suy gẫm qua từng cái thiết gia chúng ta đang học. Có cái điều gì để chúng ta liên hệ với Phật giáo không? Nó đồng, nó giống hay nó khác? Thì nó cũng là chúng ta cũng phải là có những cái tư liệu để mà chúng ta thấy là cái quan điểm của triết Tây nó như vậy đó. Thì cái điều này nó rất giúp chúng ta rất nhiều. Và sau này chúng ta học cái môn nào đi chăng nữa mà chúng ta dẫn chứng những cái điều minh triết Tây phương vẫn làm cho mọi người cảm thấy thú vị về cái tư tưởng, sự hiểu biết và tri thức của mình. Cho nên cái câu hỏi kiểm tra bài cũ hôm nay thì chúng ta cũng là đã học ngay cái Socrates rồi, còn Plato, Aristotle thì lát nữa chúng ta nắm luôn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu suy gẫm chỉ về riêng nền Hy Lạp cổ đại thôi. Mặc dù là con hứa là sẽ giúp chúng ta là đi qua 5 giai đoạn triết học. Chưa nào? Khái niệm về triết học xong rồi, sau đó là Hy Lạp La Mã cổ đại. Sau Hy Lạp La Mã cổ đại, quý thầy, quý sư cô sẽ tìm hiểu về nền triết học thời Trung Cổ. Và cái nền triết học thời Trung Cổ này cho chúng ta biết là vì sao đạo Kitô giáo hình thành ở trên cái lãnh vực, cái khu vực phương Tây, gần như chiếm lĩnh hoàn toàn cái thế giới Tây phương. Thì Chúa Giêsu phải có một cái nhân cách và có những cái giá trị như thế nào mới chiếm hữu được cả một cái niềm tin của phương Tây, và thậm chí là cả một thời kỳ chiến tranh thập tự giá 200 năm. Người ta chết vì cây thánh giá, máu đổ 200 năm trời. Và nhìn lại lịch sử cuộc đời Đức Phật thì không có một cái cuộc chiến tranh đẫm máu nào hết. Người ta có bảo vệ, người ta có hy sinh tự vì đạo, nhưng mà không có đẫm máu mấy trăm năm như trong lịch sử Kitô giáo. Tại sao một cái niềm tin kinh khủng như vậy? Chúng ta cũng phải hiểu chứ. Rồi sau này chúng ta cho rằng là mình đến với những người đệ tử hay là các hàng đệ tử Phật hay là quần chúng, mình xem thường cái yếu tố niềm tin thì mình thất bại. Niềm tin là một gia tài của chánh pháp, mà muốn người ta tin thì phải tin như thế nào thì gọi là chánh tín. Cho nên cái việc chúng ta học hôm nay nó cho chúng ta rất là nhiều cái gì, cái vốn để tư duy, để suy gẫm. Còn chúng ta vẫn đi theo một cái nền, cái thói nếp nghĩ Phật giáo Đông phương, châu Á, Việt Nam. Thành ra là con khuyến khích tinh thần chúng ta mở rộng tư duy triết học. Và chính những cái bài tiểu luận này, cách trích dẫn phút nốt từ những từ điển Bách Khoa Toàn Thư, Bách Khoa Thế Giới, Bách Khoa Việt Nam, nó bắt nguồn từ triết học phương Tây mà ra. Bởi vì là chính là Sô, chính là ông Aristotle đó, đã nói về người thầy của mình là Socrates. Đó. Aristotle là chúng ta hôm nay sẽ học về cái ông triết gia này, đã nói rằng có 2 phát minh mà người ta phải ghi công cho thầy của tôi là ông Socrates. Đó là diễn giảng, quy nạp và định nghĩa bằng khái niệm. Thì định nghĩa bằng khái niệm đó chính là những cái cơ sở để hình thành các từ điển ngày hôm nay, cái thời nay. Mà Socrates là đặt nền tảng, bởi vì khi ông nói cái điều gì ông cũng bảo giải thích nó đi, chứ không chỉ nói theo một cái thói quen, mà cách đây mấy ngàn năm con người ta cũng dùng gì, dùng những cái hình tượng, cái diễn tả bằng tay, bằng miệng, bằng hình tượng. Thì Socrates làm cho tư duy con người sâu xa hơn là diễn tả bằng khái niệm. Ngay như chữ Hán chúng ta cũng thấy là dùng hình tượng để diễn đạt chữ viết. Chữ nhân là 2 cái chân con người này. Đó. Chữ an là cái mái nhà của người con gái ở trong này. Tất cả là nó bằng hình tượng. Và chúng ta phải biết các triết gia phương Tây này cũng giai đoạn thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, cũng thời kỳ Đức Phật.
ra đời ở phương Đông thì ở đây các vị này ở phương Tây, cái Hy Lạp là La Mã cổ đại, thì họ cũng có những cái minh triết mà rõ ràng là gì, cũng giai đoạn thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, phương Tây phương Đông đều xuất hiện những tư tưởng minh triết. Như vậy là chúng ta hình thành cái sự sắp xếp rất là tự ổn định của cái vũ trụ này. Chứ bây giờ mình cũng đang đi lần mò theo dấu vết của thánh nhân, chứ mình cũng chẳng làm được gì nha. Mình nên nhớ điều đó. Trong khi mình sống giữa thời đại văn minh tân tiến cùng cực, phát triển đỉnh cao, thì dịch bệnh, thiên tai, khổ đau. Vì vậy cái thế kỷ thứ 6 trước công nguyên là một cái giai đoạn mà Khổng Tử, Lão Khổng Tử, Đức Phật đó, còn Chúa Giê-xu là sau đó 600 năm đó. Cũng là những cái giai đoạn đó các bậc thánh nhân người ta ra đời. Thì mình chùa nhìn về Chúa Giê-xu một cái nhìn như thế nào, mà về sau này mình đến với các nhà thờ mình giảng dạy, người ta phải ngưỡng mộ, kính phục cái tư tưởng của các vị tu sĩ Phật giáo. Mình có cái nhìn công bằng, sáng suốt, mình không ở một cái quan điểm này đánh giá một quan điểm khác. Không, rõ ràng, sáng tỏ, có dẫn chứng, nói có sách, mắt có chứng để khẳng định đâu là chánh pháp, đâu là tà thuyết. Nó đòi hỏi sự so sánh của các triết học Đông Tây. Cho nên trước khi chúng ta nghiên cứu tiếp về hai nhân vật rất là lỗi lạc trong thời Hy Lạp La Mã cổ đại, sau Socrates thì đó là Plato và Aristotle, và kết thúc luôn chương trình Hy Lạp La Mã cổ đại hôm nay. Nhưng mà xin nói với quý thầy, quý sư cô, đây là một giai đoạn quan trọng nhất của triết học phương Tây. Để sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu về thời đêm trường Trung Cổ, Kitô giáo. Sau Kitô giáo là phục hưng, là người ta cảm thấy con người ta bị chìm đắm trong một tư tưởng cái gì cũng thượng đế an bài. Cái tư tưởng con người bị dồn nén, bức bách, khổ đau trong đêm trường đen tối, nên có một giai đoạn phục hưng là khôi phục lại giai đoạn Hy Lạp La Mã cổ đại, là phục hưng. Sau phục hưng là đến giai đoạn là khai sáng, là các phát minh khoa học kỹ thuật, các phát minh xuất hiện và bắt đầu con người ta nhìn nhận cái duy lý này, cái sự hiểu biết này, cái phòng thí nghiệm này, và các cái phát minh ứng dụng cho thời đại. Đó là điều tối thượng. Vai trò của Thượng Đế mờ nhạt dần trong giai đoạn khai sáng. Và con đang nói giai đoạn thứ ba. Thứ nhất Hy Lạp cổ đại. Thứ ba, thứ hai là đêm trường Trung Cổ. Thứ ba, phục hưng. Thứ tư, khai sáng. Và thứ năm là triết học chuẩn mực. Thì bây giờ, rút hết tất cả những tinh hoa của các giai đoạn triết học để hình thành giai đoạn triết học cổ điển mà phát triển mạnh nhất là ở Đức, một cái nơi mà họ cho là họ là một cái dân tộc thông minh nhất thế giới. Và xét về cái chỉ tiêu chí về chỉ số thông minh đó, thì người ta cũng công nhận là người Đức rất cao. Người ta không có nói bằng lời như mình, mà họ lấy cái dụng lấy số đo từ trong các cái phòng thí nghiệm hết á. Nói là có dẫn chứng, có thí nghiệm đàng hoàng, chứ họ không có nói suông như mình. Bây giờ mình nói cái gì mình cũng phải có kinh điển của Đức Phật, mình cũng không được nói suông. Tại vì Đức Phật là bậc giác ngộ. Ít nhất The Buddha có một sức thuyết phục đối với nhân loại. Bởi vì tư tưởng của Ngài vĩ đại quá, cuộc đời của Ngài đã dẫn dắt cứu khổ toàn chúng sinh. Bây giờ mình muốn nói cái gì, mình cũng còn có Đức Phật để làm điểm tựa. Nhưng mà đôi khi con người ta nói sàng, nói quấy, rồi người ta bảo Đức Phật nói. Cứ nghe hay hay là bảo Đức Phật nói, không phải. Cho nên các vị phải viết tiểu luận. Và tiểu luận của các vị là đây là đời lời của Aristotle nói đây. Thì nếu các vị thấy rằng đây là một cái điều minh triết, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nói điều gì? Và ở trong kinh nào? Thì cái điều đó làm cho cái việc chúng ta học triết Tây rất là ý nghĩa. Con không dám tự hào, chứ còn rất là nhiều tăng ni sinh đã ra trường rất lâu, họ vẫn rất cảm ơn cái môn triết phương Tây và rất cảm ơn cái môn triết học chính trị xã hội Phật giáo. Tại vì nó giúp cho chúng ta có một cái nhìn Phật giáo
rất là thiết thực trong đời sống con người. Thế thì bây giờ qua tìm hiểu một số triết gia phương Tây, tìm hiểu tư tưởng á, giai đoạn Hy Lạp, La Mã cổ đại, thì quý thầy, quý sư cô có phát hiện ra một vài, bây giờ thì chưa có nghiên cứu được, nhưng mà một vài câu nói thời gian mà chúng ta thấy là gặp gỡ tư tưởng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? À, nếu mà ai có thì đưa tay. Và tất cả những lời phát biểu xây dựng bài đều được cộng điểm ở trong gì? Trong những cái bài thu hoạch và những bài tiểu luận, những điểm cộng rất là xứng đáng. À, và đây nó sẽ trở thành nếp học của chúng ta, chứ nó không phải là chỉ là một chiều nữa. Và sau khi chúng ta học rồi chúng ta nghỉ Tết, thì con cũng sẽ gửi toàn bộ cái tư liệu giáo trình. Thì quý vị rảnh thì xem, biết là các vị nói như vậy ít có xem bài. Các vị chỉ đợi thi rồi bắt đầu các vị mới là cuống cuồng lên. Chứ chúng ta ít có thật sự mà đi tìm hiểu bài vở. Nhưng mà với cái số lượng tăng ni sinh trong lớp này, tôi rất tin tưởng quý vị. Thế chúng ta sự thử tìm hiểu xem. Cái tư tưởng của các triết gia phương Tây gặp gỡ với tư tưởng Phật giáo ở những cái gì? Những cái vấn đề nào? Thì nó phải có dẫn chứng và nó sẽ có những cái sự thuyết phục bằng câu nói, thời gian và bằng cái lời nói, lời dạy của Đức Phật. Và cứ mỗi một giờ học chúng ta sẽ có những phần đóng góp xây dựng bài trên cái gì? Trên cái khái quát của tư tưởng triết Tây. Chứ không bắt quý vị phải là gì? Phải lao đầu vào mày mò, nghiên cứu cái suy nghĩ của các cái ông này như thế nào. Nhưng ít nhất những cái gì mà nổi bật nhất, tinh hoa của triết Tây chúng ta phải nắm. Còn học, trời ơi, người ta học cả đời chưa hết triết Tây mà nó đau đầu lắm quý thầy ạ. Đau đầu lắm. Nhưng mà chúng ta rất là hạnh phúc chỉ học các tinh hoa của nó. Nhưng mình cũng mang tiếng là mình học triết Tây, chẳng lẽ con toàn cho câu nói thời gian không? Còn cuộc đời ông Socrates sao? Plato sống ở thế kỷ nào? Thì mình nói mình có học rồi mình không biết gì thì người ta lại cười mình. Buộc lòng chúng ta cũng phải biết. Nhưng cái cuối cùng con cũng chỉ mong quý thầy, quý sư cô nắm được cái tinh hoa. Thế thì giờ trong bỏ ra 5-3 phút thôi, có ai phát hiện ra được một vài điều gì không? Còn cái chuyện này là nó cả một tiểu luận. Nhưng mà giờ này có ai tắt máy đứng lên phát biểu vài câu không nào? Có ai tắt máy phát biểu xem là trong cái giờ học vừa qua chúng ta có tìm hiểu một số các triết gia Hy Lạp, La Mã cổ đại. Thì ở chỗ này chỗ khác chúng ta thấy họ có, mà những cái vấn đề đặc biệt con hay in nghiêng lắm để cho quý thầy quý sư cô lưu ý trong giáo trình. Rồi là chúng ta có cả một cái PowerPoint con cũng cho lớp luôn, mở ra xem cho nó vui. Mà đồng thời nó có ghi lại những dấu ấn gì thì cũng là cái điều rất tốt. Thế thì trong lớp mình có ai phát biểu không? Con có làm việc với cái khoa đào tạo từ xa, họ là cư sĩ nhiều lắm, họ rất là nhiệt tình đóng góp xây dựng bài. Họ khi được tiếp thu những một cái nền là gọi là trí tuệ của Phật giáo, nhất là so sánh với những cái gì mà của cái cuộc sống hôm nay, của cái nền triết gia Tây Phương chẳng hạn, thì họ đóng góp xây dựng bài rất là nhiệt tình, không có nói chuyện đúng sai. Và khi nói như vậy nó tạo cho mình một cái gì? Chỉ có mấy thầy trò, mấy huynh đệ để mình với nhau thôi. Mình tập nói, mình tập diễn đạt, mình tập trình bày. Thì có ai phát biểu trả lời cái câu hỏi mà con đã đưa ra cho lớp không ạ? Có ai thấy cái câu nói thời danh nào của các triết gia thời Hy Lạp cổ đại nó gặp tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay không? Xin mời Thật sư Giác Minh Dưỡng. Mời sư mở mic ạ. Dạ, kính thưa ni sư, kính thưa với thầy cô, là con có thấy là ông
Hegelit ông có câu nói rằng là không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, thì cái quan điểm này rất giống với quan điểm tư tưởng Phật giáo của Đức Phật là nói về cái lý vô thường, tức là một cái khoảnh khắc đi qua thì nó luôn trôi chảy như một cái dòng sông, không thể nào mình chạm ở một cái thời điểm đó hai lần trên cùng một lúc được. Ý nói tất cả các pháp đều vô thường và sinh diệt, thì theo con nghĩ rằng là cái tư tưởng của ông Hegelit đó nó cũng có một phần nó giống với tư tưởng triết lý vô thường của Phật giáo mình ạ. Kính thưa ni sư. Rất là tốt, và sư Giác Minh Dưỡng đã được một điểm cộng trong cái đóng góp xây dựng bài hôm nay. Và khi chúng ta trình bày nó trong một bài tiểu luận thì nó sẽ hay hơn rất nhiều, bởi vì chúng ta có cơ hội để viết về cái quan điểm vô thường của Phật giáo thể hiện qua những câu nói cụ thể như thế nào của Đức Phật. Còn hôm nay trong cái sự đóng góp xây dựng bài mà nói cái tư tưởng của Phật giáo, một trong tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô thường, vô ngã. Thì cái vô thường là căn bản nhất, mà mấy ngàn năm trước thì ông Heraclitus đã phát biểu không có gì vĩnh cửu, chỉ có cái sự biến hóa là vĩnh cửu thôi. Thế giới này không thể nào mà cố định được, mọi vật luôn tuôn chảy. Thì Đức Phật dạy biết bao nhiêu câu nói liên quan đến cái định luật vô thường này. Con nói đây là con hướng dẫn cho lớp làm bài tiểu luận luôn đó nha. Con không có cái giờ mà giờ ôn tập làm tiểu luận đâu. Rồi chúng ta tiếp tục đóng góp xây dựng bài ạ. Chúng ta mạnh dạn, và con cũng khen cách cách nói của sư Giác Minh Dưỡng. Đơn giản thôi, trình bày quan điểm của mình là như vậy. Còn sau này khi mình có thời gian ở nhà mình làm bài, mình sẽ coi coi Đức Phật dạy như thế nào về vấn đề vô thường. Mình so sánh với lời nói của Heraclitus và những cái triết gia nào nói về vấn đề này. Thì cái điều này nó sẽ ứng dụng giúp cho quý thầy quý sư cô sau này trong sự nghiệp hành pháp giáo dục và làm các luận án sau này không có mất gì hết trơn. Nó không phải học để mà đối phó, mà học để trở thành tư liệu. Rồi sư xin rất là mong ý kiến phát biểu của lớp. Con xuất hiện lớp cho sư thấy hình. Quý sư cô, chúng ta phát biểu nào. Ngoài câu nói của Heraclitus cho chúng ta học trong cái giờ học vừa rồi, và chúng ta cũng có giáo trình trong tay nữa nha, chưa kể các vị ghi chép nữa nha. Tập nói đi. Ngày xưa đó, ở Nalanda, mỗi một ngày, các vị mà gọi là học giả, các vị nghiên cứu học tập ở trong Đại học Nalanda đều có một cái giờ học, một cái buổi học gọi là tranh luận, vì lúc đó nó tà đạo ngoại giáo nhiều lắm, mà không có trình bày được một cái điều gì đó, không nói để mà bảo vệ được quan điểm của mình một cách hợp lý logic, thì coi như là cái vị đó không được khẳng định có tài năng. Tại vì người ta nói cái quan điểm sai trái ra mình cũng gật đầu, ta nói đúng mình cũng gật, và mình thấy đám đông là mình chạy theo. Mình là đang nghiên cứu minh triết của nhân loại. Nó không chỉ là cứ my Buddha, cái Đức Phật của tôi, và mình đang nghiên cứu nền minh triết của nhân loại. Có ai phát biểu nữa không? Sao chúng ta không mở tư liệu mình ra mà xem? Còn cung cấp hết cho lớp rồi mà. Không cả. Xin mời ni sinh Thích Nữ Nhẫn Thiện mở mic ạ. Dạ mô Phật, con kính thưa ni sư và cả lớp, thì trong các triết gia thì có ngài Democritus có đánh giá cao về sự trung dung và điều độ trong cuộc sống. Ngài có câu là hãy sử dụng mọi thứ vừa đủ, thì con thấy câu nói này nó cũng tương đương với tri túc thường lạc trong tư tưởng Phật giáo ạ. Rất là tốt, Nhẫn Thiện được một điểm cộng. Nhưng mà mình không nên nói vấn đề tri túc thường lạc, mình nói quan điểm trung đạo. Mà nên triết học là phải nói trung đạo. Đó. Cho nên là Democrit có cái quan điểm vừa đủ, đúng mực, chuẩn mực trong đời sống, thì liên hệ đến cái tư tưởng đạo đức của Phật giáo chính là quan điểm trung đạo.
không ép sát khổ hạnh cũng không hưởng thụ dục lạc. Đó là quan điểm của bậc thánh. Đã đơn giản như vậy thôi ạ. Xin lớp chúng ta tiếp tục đóng góp xây dựng bài. Xin mời thầy An Trí. An Trí, không biết thầy hay sư cô đó. Chúng ta mở mic ạ. Dạ. Kính mời thầy. Dạ, chúng ta mở mic lớn. Dạ. Đó, Di Đà Phật có một câu một con tâm đắc nhất của các nhà triết gia ngày xưa là phương Tây là một cuộc sống không phải qua không trải qua thử thách bằng sự phê bình thì không xứng đáng là cuộc sống. Thì đối với con là người tu cần phải học câu nói này, bởi vì câu nói này nó sẽ mở ra giữa sự nhẫn nại và sự trí tuệ và sự hùng biện và sự chịu đựng của người. Cho nên cái chữ nhẫn nó quan trọng đối với con như thế. À, bởi vì có bão có tố thì mới có biết cái gì mà trụ vững, mà trí tuệ mà không trụ, tâm không trụ thì tu không thành công. Con vậy. Dạ, con xin tri ân thầy. Và cái câu nói này là chính là của Socrates. Chúng ta phải nói đúng cái tên của vị triết gia. Đó là một cuộc sống không trải qua thử thách bằng sự phê bình không xứng đáng là cuộc sống. Mình ai phê bình cái là mình chói dội lại, hoặc là mình 49 gặp 50 liền. Trong khi Socrates ông nhẫn ngay với bà vợ. Một cái cuộc đời của cái nền Hy Lạp La Mã cổ đại, đó là một cái giai đoạn chiếm hữu nô lệ. Người dân nô lệ chiếm gấp 10 lần giai cấp quý tộc. Chúng ta xem kỹ lại cái giai đoạn lịch sử của nó. Thì ông đi lính về đó thì tất cả những con người được đánh giá là quý tộc hay là cao quý đó là người ta đánh giá qua cái gì? Qua số nô lệ có trong nhà. Ông chẳng có tên nô lệ nào. Suốt ngày vác túi đi khắp thành Athens để khai mở trí tuệ. Thì bà vợ chửi thôi. Chửi vô cùng vô kể vô biên, phải không nào? Thì ông mỉm cười, ông cứ sau cơn mưa trời lại sáng. Ông lại là một cái ngôi sao sáng nhất của nền triết học Hy Lạp cổ đại. Và ông là bài học về sự nhẫn nại. Mà ông nói đó là trải qua thử thách. Nhưng mà thử thách đây là nhẫn với bà vợ. Còn cuộc đời là phải bằng sự phê bình. Người ta phê bình ông là cuối cùng tống ông vào tù luôn. Và ông chết vì phải uống thuốc độc. Mà vẫn là một ngôi sao sáng nhất của nền triết học Hy Lạp cổ đại. Thế nên chúng ta học như vậy cũng thấy thú vị chứ. Nó cứ Đức Phật của tôi thế này, Đức Phật của tôi thế kia. Thì đương nhiên là tuyệt vời rồi. Mình học để thấy Đức Phật mình rất tuyệt vời, bởi vì cái nền triết học phương Tây vẫn đi mày mò kiếm chân lý, chưa có đi đến để đích cuối cùng. Nó sẽ mỗi một giai đoạn là một sự khác nhau. Nhưng mà đối với Phật giáo là cho đến bây giờ là tùy duyên mà bất biến. Đó là cái điều hạnh phúc của người nghiên cứu. Cho nên là con cũng ghi nhận điểm cộng cho thầy An Tý. Và chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta nói một câu nói ra, chúng ta phải biết đó là triết gia nào. Tập đọc Socrates, Plato, Aristotle nói sao cũng được cả. Rất là Vietnamese, không sao hết. Rồi. Tiếp tục chúng ta phát biểu, xin mời thầy Bốn Tông. Chúng ta tập làm quen cách học như thế này nhá, để mai mốt cứ như vậy mà học ha. Chứ con không ngồi nói nữa. Dạ. Dạ, con xin. Yeah.
Protagoras, Dạ rồi, con rất là trân trọng cái ý kiến đóng góp xây dựng bài của thầy Bổn Tâm. Và những cái điều mà chúng ta đang nêu lên hôm nay là chúng ta đã ghi nhận những cái điểm gặp nhau của Phật giáo. Nhưng mà khi chúng ta làm tiểu luận, chúng ta phải so sánh là trong cái trường hợp này thì nhà Phật nói như thế nào. Thì điểm của các vị làm bài tiểu luận nó sẽ được giá trị rất là cao. Và riêng cái quan điểm của thầy Bổn Tâm khi nói về cái câu nói của Socrates: ta biết một điều là ta không biết gì hết. Chúng ta đủ biết là Socrates tầm cỡ như thế nào. Đức Phật từng nói trong 49 năm thuyết pháp, ta không nói một điều gì cả. Đấy chưa nào? Ta không nói điều gì hết. Chỉ là gặp duyên thì ta sẽ nói thôi, chứ ta không có nói gì, ta cũng chẳng để lại gì hết. Và Socrates cũng chẳng để lại điều gì ngoài học trò ghi chép lại. Tùy theo cái cảm nhận, cũng như các vị đang thích thú cái gì, các vị nói cái đó. Và rồi thì nó cũng trả lại về không, bổn lai vô nhất vật. Vốn là nó là không, bổn lai vô nhất vật mà, nó cũng là cái xem như thế, nhưng mà cũng là một trong một cái vô cùng vô tận của vũ trụ, nó vẫn là một cái tánh không. Cho nên ta biết một điều là ta không biết gì hết, mà ông lại là một cái người vĩ đại nhất. Cho nên cũng có thể là chúng ta viết chọn tất cả những câu nói thời gian để chúng ta nhận định, và cũng có thể ta chọn một cuộc đời của một ông triết gia mà có rất nhiều quan điểm mà chúng ta tâm đắc, cái đó tùy. Nhưng mà tối kỵ là đi đi chép những tiểu luận mà xa xưa nào đó là còn kỵ lắm. Chúng ta tự tìm hiểu, chúng ta tự phát hiện ra và chúng ta tự diễn đạt ra. Và những cái điều mà thầy Bổn Tâm nhìn nhận nó cũng rất là chính xác. Con người là thước đo của vạn vật. Thì Đức Phật cũng từng dạy, trong các loài hai chân, con người là tối thắng. Bởi vì con người nhận thức được, con người chuyển hóa được, con người tu tập được, con người làm lợi ích quần sanh được. Con vật thì chẳng hạn như con bò là con trâu kéo xe, con chó giữ nhà trung thành, thì nó cũng chỉ làm được một việc của nó thôi. Nhưng mà con người là một cái vật tối linh và là thước đo của vạn vật. Cho nên có những cái điểm rất là hay, và mình nói là mình nói một câu vậy thôi, chứ một câu phải viết nguyên một tiểu luận vẫn được. Cho nên nó rất mở rộng trong cái môn của chúng ta, chịu khó tư duy để mà làm cho ích lợi. Xin mời là thầy Thích Minh Hùng và thầy Phước Thành chuẩn bị. Mời xin mời thầy Thích Minh Hùng ạ, sư Minh Hùng. Mô Phật, bạch ni sư, là con phát hiện là của ông Socrates đó là dạy Sopra. dạy cho con người là sống tốt và sống đẹp, là cái câu nói của ông là hãy nhận biết chính mình, nó rất là kế hợp với Phật giáo chúng ta, là Đức Phật có dạy là chúng ta phải tự lực, chúng ta phải quán chiếu để chúng ta tự tu. Đức Phật là một vị thầy hướng đạo cho chúng ta, chứ Đức Phật không có thể nào mà Đức Phật tu dùm chúng ta, chỉ có ta thực hành tu để chứng đạo như Ngài. Thì khi mà chúng ta thực hành được cái giáo lý của Ngài á, thì chúng ta sẽ chứng được quả vị như Ngài. Thì rất là phù hợp với ông Socrates, và nghĩa của cái câu nói của ổng là tri thức và đạo đức, khi chúng ta thực hành trên giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sống một cái đời sống phạm hạnh, thì tất cả mọi người sẽ cung kính, cũng giống như trong kinh Trung Bộ, trong bài kinh Sa Môn Quả thì có 10 cái hạnh đức của một vị Sa Môn để được mọi người cung kính. Thì cái câu nói của ông Socrates rất là khế hợp, và
và ông dạy cho chúng ta là hãy nhận biết về chính mình. Thì chúng ta quán xét được chính mình thì chúng ta sẽ có tri thức và đạo đức. Thì chúng ta có tri thức đạo đức thì mọi người sẽ tin tưởng chúng ta, và chúng ta có thể cùng hướng dẫn mọi người cùng đồng tu và đến được quả vị cao nhất theo Phật giáo của chúng ta. Nhậm một phần. Dạ, con xin cảm ơn lời phát biểu của sư Minh Hùng, là nói lên cái câu nói, cái quan điểm của Socrates, hãy tự biết lấy mình, và đúng là nói lên con đường nội quán của nhà Phật. Và khi mà chúng ta nhìn nhận được những vấn đề này thì nó nâng cao lên cái trình độ tư duy lý luận, và khi chúng ta viết lách cũng vậy. Thì Phật dạy mình nội quán thông qua những cái pháp tu như thế nào? Thiền tập, tứ niệm xứ, hay là giới, là giữ giới, sanh định, từ định sanh trí, trí tuệ, và sư dẫn chứng về cảnh sa môn quả. Một con người sống như thế nào gọi là một vị sa môn xứng đáng trong cuộc đời, mà mình xứng đáng hay không mình phải tự biết chính mình, chứ không phải người ta nói mình đâu, mình phải tự biết chính mình. Cho nên chúng ta suy xét lại là những cái câu nói của các nhà triết gia phương Tây, nó cũng mang lên một cái tinh thần đạo đức trí tuệ rất là lớn. Con xin mời thầy. Ủa, vừa rồi là thầy gì Thành đó ta? Phước Thành hả? Mời, dạ mời thầy Phước Thành và thầy Tâm Liên chuẩn bị. Chúng ta sắp sửa kết thúc cái giờ kiểm tra bài cũ rồi nha. Xin mời thầy Phước Thành ạ. Và thầy mời thầy Tâm Liên phát biểu trước đi ạ. Dạ, mô Phật, kính thưa sư cô, kính thưa lớp, con thấy cái quan điểm của ông Anaximandri á, sư cô, thấy cái kỷ thứ 610 đến 546 trước công nguyên á, là ông thấy được cái quan điểm là thế giới cái sự không xác định của vật chất á, thấy được chúng nó có cái đồng quan điểm với tính không của đạo Phật, là thấy được cái sự vô cùng vô tận của cái thấy trong sáng, mà từ từ cái tính không đó, không xác định đó, thì nó thấy được, nó hợp nhất được những cái vật chất, những cái quan điểm mà mình có thể dung hợp lại, là thấy được từ cái ông Anaximandri này, là mình thấy được những cái quan điểm về tính, Anaximander. thấy được cái tính không của đạo Phật từ cái Dạ. triết học phương Tây ngày xưa. Thầy Phật, cảm ơn sư cô. Dạ, Anaximander có quan điểm là vạn vật bắt nguồn từ cái vô cùng vô tận. Thì thầy có cảm nhận rằng nó sẽ gặp Phật giáo ở một cái vấn đề duyên sinh. Cái duyên sinh là nó vô cùng vô tận lắm. Nhưng mà tất nhiên cái nhìn của Anaximandra nó không sáng suốt, minh triết hoàn toàn như Đức Phật đâu. Nhưng mà ông cũng cảm nhận rằng cái thế giới này nó không thể chỉ bằng một cái chất hữu cơ, vô cơ nào đó mà hình thành nên cái con người, hay là nó hình cái bản gốc, bản thể vũ trụ từ một chất gì được. Có người cho là đất, có người cho nước, có người cho là gió, có người cho là con số, vân vân, lửa. Mà đến lúc đó Đức Phật đã khẳng định là con người là đất nước gió lửa rồi. Nhưng mà nó nói đến vạn pháp là nói đến duyên sinh. Thì Anaximandra cảm nhận là nó một cái gì đó vô cùng vô tận, không xác định được. Nó rất là cái của Anaximander, nó cũng còn ngây thơ lắm, nó chưa bằng cái nhìn sâu xa minh triết như Đức Phật. Nhưng mà ông cũng cảm nhận rằng nó là một cái gì đó bất định, không có xác định được nó là cái gì cả. Tức là ông chạm một chút gì đó trong cái lý duyên sinh, chứ mình không thể nói là ông bắt kịp được tư tưởng Đức Phật. Tại vì đó là mới bắt đầu nha, nó chỉ là mới bắt đầu thôi. Cho nên là mình cũng không nên gắng gượng là ép vô là nó sẽ giống Đức Phật, mà nó chạm vào trong cái lời dạy Đức Phật, trong cái chân lý một cái điểm nào đó. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái lời chúng ta nó thuyết phục hơn. Tại vì những cái vị này là khi mà cái nền minh triết bắt đầu hình thành ở phương Tây, là những ông này mới sơ khai, là có những cái vị bắt đầu là triết gia thành mi lê đó, thì nó mới bắt đầu thôi. Cho nên là ông cũng có những cái điều cảm nhận sâu xa về cái thế giới này mà nhà Phật gọi là duyên sinh vô ngã. Thế thì chúng ta xin mời thầy Phước Thành, và chúng ta sẽ kết thúc cái đóng góp xây dựng bài phần 1 hôm nay ha thầy.
Mô Phật, Bạch Ni Sư đại chúng, con thấy nó có ở cái câu là nói về cái sự vô thường biến đổi của vũ trụ, thì con thấy trong bài này có một cái câu mà cái cuộc tranh luận của Heret và trường phái Eli, thì có cái câu là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, mẹ không ngừng trôi chảy, mọi vật luôn thay đổi, không có gì vĩnh cửu trừ sự biến hóa. Và nó tương đồng với Phật giáo của mình, nói về cái sự vô thường biến đổi. Mô Phật, thầy Phước Thành, đấy kiến của thầy phải không? Thầy còn nói nữa không? Thầy nói về cái quan điểm vô thường của Heraclit, và cái điều này là cũng là gặp lại cái quan điểm phát biểu của sư Giác Minh Dưỡng ha. Và cái điều này là con cũng ghi nhận cái sự là phát hiện ra là Heraclit có một cái quan điểm vô thường. Có gì nữa không thưa thầy? Dạ rồi, con xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Và thật sự cái quan điểm vô thường này là một cái quan điểm rất là quan trọng. Mà Heraclit người ta khẳng định là chắc chắn có ảnh hưởng cái nền minh Con bị triết. rớt mạng. Dạ, sao ạ thưa thầy? Thầy Phước Thành còn nói nữa không? Rồi, xin mời sư cô Phước Nghiêm. Xin cảm ơn thầy Phước Dạ, Thành. con bên con bị rớt mạng. Dạ, mô Phật, tu sư. Dạ, tu Mô Phật, sư. mô Phật. Dạ, cảm ơn thầy Phước Thành. Mời sư cô Phước Nghiêm. Dạ, mô Phật, tu sư. Con rất là tâm đắc với câu nói của Ngài Aristotle. Giá trị đích thực của đời người là ở sự thức tỉnh và năng lực suy nghĩ, chứ không phải ở sự tồn tại. Thì đối với câu nói này thì con thấy là nó có liên hệ đối với quan điểm của Phật giáo là ở chỗ sự thức tỉnh, tức là Đúng giống như Đức Phật dạy là chúng ta tinh cần chánh niệm, tỉnh giác và năng lực suy nghĩ, là nó biểu thị cho cái việc mà chúng ta hướng đến do cái sự chánh niệm thức tỉnh đó mà sẽ phát triển được cái trí tuệ. Dạ, mô rất Phật, là con xin hay. hết. Dạ đúng rồi. Chúng ta sẽ biết là cái quan điểm của Aristotle là một triết gia rất là tuyệt vời, mà lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vị này. Người ta xem á, là Engel đánh giá ông là một bộ bách khoa toàn thư của nhân loại. Cho nên những cái gì ông phát biểu đi vào cái trí tuệ không à. À, chứ không phải là cái trí cùn đâu, mà trí ông là trí tuệ rất sáng. Chẳng hạn như thầy và bạn đều quý nhưng chân lý thì quý hơn. Cho nên ông là học trò của Plato mà ông không có đồng ý với Plato nhiều điểm. Nhưng mà sang cái đời thời mà triết học Trung Cổ đó, là bên Thiên Chúa Kitô giáo, là họ sử dụng Socrates, Plato, Aristotle làm điểm tựa cho họ. Bây giờ một cái xứ sở phương Tây bây giờ mà cứ nói cái gì cũng cứ nói cái thượng đế không có thì nó cũng bị yếu đi, cho nên cứ đem ba cái ông về để làm chỗ dựa, biến gọi là bẻ cong nó thành lời chú dạy hết. À, nhưng mà thật sự là Aristotle không có đồng ý với Plato. Ông nói thầy với bạn rất quý và chân lý thì quý hơn. Cho nên chúng ta thấy sống vì nhiều khi mình cũng vì bạn mình cũng làm nhiều cái tào lao lắm, nhiều khi mình cũng yêu đương vớ vẩn, mình cũng phá hết chân lý lý tưởng đời mình. Mình đừng quên chân lý là cái tối thượng. Cuộc đời mình đã hy sinh hết vì cái chân lý này rồi, thì đừng có vì cái những cái tham vọng nhỏ nhặt. Chẳng hạn chúng ta sẽ nhớ là Pythagore khẳng định triết học là yêu quý trí tuệ. Đa số người đời đều là nô lệ, người làm nô lệ cho danh vọng, kẻ làm nô lệ cho tiền tài. Nhưng cũng có một số ít người khinh thường những thứ đó, chỉ tìm hiểu về bản thể vũ trụ, thiên nhiên. Và người này chính là bạn của trí tuệ. Ông đi tìm bản thể vũ trụ thiên nhiên, còn mình đi tìm chân lý giá trị của cuộc sống, kiếp sống con người. Thì Pythagore nói câu này cũng quá tuyệt vời, tại vì cuộc sống này chẳng ai mà hầu hết là danh vọng với tiền tài, đó là tối thượng. Bây giờ có nhiều cô người ta ly dị ở trên mạng, các ngôi sao gọi là ngôi sao của showbiz rồi đó, người ta ly dị, người ta nói bây giờ chị đừng có buồn, cứ có tiền là có tất cả. Họ không biết dựa vào đâu hết, họ dựa vào một cái người dân dân nhân điển trai thành đạt, rồi cuối cùng cái gãy gánh nửa đường, cái nó bảo đừng có buồn, mình có tiền là có tất cả, mình đã đẹp rồi, có tiền có tất cả, đâu biết dựa vào đâu đâu. Họ mà gặp Phật giáo Phật pháp họ sẽ không có nói như thế, họ sẽ dừng lại không tạo tác. Cho nên là cái câu nói của Pythagore là cũng rất là tuyệt vời, vì con người ta
nô lệ cho danh vọng, nô lệ cho tiền tài. Và có những người, ít người thôi khinh thường những thứ đó. Ê, mình không khinh thường mấy thứ đó mình đi tu làm chi? Đi tu là trước hết là tóc tai mình đã cạo sạch rồi, là thân hình dị tục rồi. Đó, là y áo trên người mình chỉ là những cái màu đơn sơ rồi, là mình đã xem thường những cái thứ đó rồi. Nhưng mà mình sẽ có một cái điều rất tuyệt vời, đó là lý tưởng. Đó là con người, cái ông thiết gia phương Tây, ông đi tìm hiểu thiên nhiên, còn mình đi tìm cái giá trị của cuộc sống này. Cho Đức Phật Thích Ca Thành Đạo đem lại gì cho nhân loại? Là khẳng định cái vị trí của con người. Cho nên quý thầy, quý sư cô có nhớ không? Đức Phật Thích Ca Thành tính là nhập Niết Bàn vì thấy chúng sanh mê mờ quá, thôi ta nhập Niết Bàn. Nhìn ra thấy ai cũng chỉ biết cái ngã, cái tiền tài, cái danh vọng. Bây giờ ta nói tất cả là không ai chịu thấu, thôi ta nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật cũng làm như thế thôi. Hiện tướng như thế. Rồi chư thiên phải quỳ xuống cung thỉnh ba lần, xin Đức Phật Thích Ca hãy thuyết pháp. Tại sao lại là chư thiên cung thỉnh? Mà ông là con người, không phải là con người thông thái, không phải là Kiều Trần Như, không phải là vua Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La, mà là một ông chư thiên, một ông Phạm Thiên. Tại vì cái xã hội Ấn Độ đang gọi Phạm Thiên là tối thắng. Nhưng ông cung thỉnh chứng tỏ là ông quỳ lại cái trí tuệ của Đức Phật. Trong khi cái xã hội Ấn Độ lúc đó là Bà La Môn đứng đầu vì sanh ra ở miệng Phạm Thiên. Sát đế lị thứ hai là sanh ở vai Phạm Thiên và nắm hết sinh sát của con người và hạnh phúc khổ đau trong tay hai giai cấp đó. Thì Đức Phật thành đạo là Phạm Thiên quỳ lại Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy tuyên dương chánh pháp. Như vậy là trí tuệ trên cái Phạm Thiên đó nữa, trên cái cõi giới huy hoàng của cõi trời nữa, khẳng định cái vị trí của con người. Cho nên các vị thấy những cái gì các vị phát biểu hôm nay đều nói ta hãy tự biết lấy mình, ta chịu trách nhiệm với chính ta, và ta hãy xem thường danh vọng tiền tài, nó chỉ là những cái đồ nô lệ vớ vẩn thôi. Thì các vị thấy có hay không? Có nhiều người nó học cái làm chi vậy? Hay lắm. Và nó không chỉ đơn thuần bẻ cong mình trong cái đường triết học Đông Phương hay triết học Phật giáo. Cho nên là xin quý thầy, quý sư cô, chúng ta chiêm nghiệm những câu nói thời gian, thì đồng thời cũng phải biết cái ông đó, ông ở cái thế kỷ nào, ông sanh ra ở đâu, và ông đã là trong một cái hoàn cảnh gia đình như thế nào. Chẳng hạn như Aristotle lại có một cái phước báo là dạy công chúa con của vua, cho nên tiền bạc mà ta cung cấp cho cái ông này nè, cái ông thái tử này nè, ông đem ra, ông đổ ra, ông nghiên cứu khoa học hết. Những cái nghiên cứu gọi là giá trị nhất trong thời Hy Lạp, La Mã cổ đại chính là ông Aristotle. Ông dạy cho công chúa, ông lấy công chúa luôn. Còn ông Socrates thì ông lấy một bà vợ mà lắm mồm, mà ham tiền, ham của, chửi bới ông suốt ngày. Thì ông phải tu như thế nào mà ông nói ra được là hãy tự biết lấy mình. Thế còn Đức Phật của chúng ta, thì cuộc đời Đức Phật thì mình quá rõ rồi. Bây giờ mình cũng xem cái nền minh triết phương Tây họ sống như thế nào. Và ông Pythagore thì ông ăn chay trường. Và rất là nhiều triết gia không có vợ con các vị. Và sau đó trong nền triết học cổ điển Đức cũng có rất là nhiều người ăn chay không có vợ con. Hay lắm. Chứ không thôi là mình cứ nghĩ là ông Phật thôi. Ngoài ra là mình cũng đâu có biết gì đến ai đâu. Mà mình cũng sẽ biết cái ông Chúa ra sao mà ta mê ông như thế. Mình biết như vậy là nó mở rộng. Nó mở rộng. Mở rộng cái sự hiểu biết về bề rộng. Nó làm cho con người nó trở nên thông thái các vị. Nên hồi xưa con tốt nghiệp Ấn Độ, con ra trường, lúc đó giáo sư Lê Mạnh Thác giao cho con cái môn này. Tại vì ông thèm thầy xem cái luận văn, luận án tốt nghiệp con bên Ấn Độ là tâm lý học trị liệu Phật giáo. Lời dạy của Đức Phật trị các cái bệnh đau khổ của chúng sanh. Thì nó có cái phần là tâm lý phương Tây, tâm lý học trị liệu phương Tây. Mới so sánh lại, mới đánh giá được. Chứ mình tự nhiên nói khơi khơi ai mà tin. Thế rồi thì thầy nói có nghiên cứu tâm lý phương Tây là phải dạy được triết học phương Tây. Thế là con phải là có cái nhân duyên với cái môn này, gọi là môn ngoại điển, mười mấy năm. Hồi đầu con cũng buồn lắm, nhưng mà rồi con thấy nó rất hay. Bởi vì là hàng ngày mình tìm hiểu, mình truyền đạt với, làm việc với Tăng Ni Sinh, nhưng mà mình lại có một cái công việc mình phải làm, đó là mình hoằng pháp. Mà hoằng pháp là kinh điển.
À, thì là một hoằng pháp ở bên giáo dục thì mình lại phải truyền đạt một cái môn ngoại điển, nhưng mà lại bổ sung cho cái dạng hoằng pháp của con quá lớn. Và con xin cảm ơn cuộc đời. Con mong quý thầy quý sư cô nhìn nhận cái việc con đã làm, kinh nghiệm hầu hết con trao trả. Con cái cách của con là kinh nghiệm không à? Thế con không có bám sát cái giáo trình như các trường đại học nhân văn xã hội, nó không phù hợp với mình. Các thầy mà học theo kiểu đó, có thầy điên đầu, có thầy về muốn vứt vào trong góc kẹt. Mình phải tìm cái tinh hoa. Đó, cho nên là cái ý kiến của vừa rồi là sư cô gì? À, sư cô gì ha? Phước Nghiêm à? À, rất là hay, hiểu không nào? Nhìn nhận ra những cái vấn đề đó. Thế thì còn nhiều lắm, chẳng hạn như Duyên ông, một cái ông mà gọi là ông luôn luôn phủ định người khác. Ông nói chân lý đâu mà dễ vậy, đâu mà một chiều. Cho nên ai nói những cái điều thuộc về chân lý như Heraclit là vạn vật không ngừng trôi chảy thì ông nói vạn vật đứng im. Mà ông chứng minh cho bằng được bằng những cái dẫn chứng của ông. Thế mới hay. Và ông tạo ra cái gì? Tạo ra một cái sự tranh luận trong triết học. Còn mình là hí luận, mình cãi lộn, mình cãi nhau, gọi là hí luận cùn. Và Đức Phật rất là không thích đệ tử Phật hí luận cùn. Hí luận nói là phải rõ ràng minh bạch. Cho dù mình nói những quan điểm nó ngược lại đi chăng nữa đó, là mình phải có cái dẫn chứng là vì sao. Và nó vẫn là một cái mạng của logic học, của lý luận. Thì con nghĩ quý thầy quý sư cô tìm hiểu sâu cái chánh nhánh, cái sự đa chiều của thiết tây ấy, chúng ta hạnh phúc vì chúng ta thấy ích lợi, rất ích lợi. Còn cái triết Đông và triết học Phật giáo là nó sẽ là cái vốn, cái tri thức cả đời mình và muôn đời rồi, mình phải suốt đời là mình phải nghiên cứu nó rồi. Nhưng mà mình sẽ có một cái tín chỉ nho nhỏ bên cạnh, nó mở rộng cái tầm trí thức và biết rằng bên cạnh chúng ta ở phương Tây cũng có một nền minh triết rất là lỗi lạc, vĩ đại. Cái cuộc đời họ cũng tuyệt vời. Nếu như Đức Phật đã bưng bình bát và có hàng ngàn đệ tử đi theo, ông Socrates tương thân mình lùi lũi đi vậy. Mà khi người ta tìm cho một con đường để mà ông vượt ngục, ông nói không. À, ta uống chén thuốc độc này để thấy con người ta sống cho chân lý. Và thật sự ông chết mà ông không hề chết. Hồi đó mình còn nhỏ, mình coi chuyện Socrates, mình nói sao vượt ngục ta, vượt ngục rồi về sau làm những chuyện khác. Nhưng mà ông Socrates này, ông sống để rồi cái chân lý của ông sẽ để lại muôn đời. Nhưng mà các nhà lão thành cách mạng Việt Nam, họ phải vượt ngục để tiếp tục đấu tranh cho chân lý, đấu tranh cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, lại khác. Còn ông này, ông để lại một cái điều là tiếng nói của chân lý. Ta hãy tự biết chính mình, ta chết vì chân lý, ta có cái gì mà buồn nữa. Và cái thân mạng này có là nghĩa lý gì khi nó chỉ là một cái gì, một sự hợp thành bởi các duyên. Thì cái điều đó là Đức Phật nói về cái sự hợp thành của nhân duyên rất là tuyệt vời. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái, nhắc lại một chút, chẳng như Zenon đi thì chẳng ai thích ông là phủ định, nhưng mà ông có nói một câu: thiên nhiên cho chúng ta hai cái tai và một cái miệng, chúng ta nghe nhiều gấp hai lần nói. Thế thì người khôn nói ít nghe nhiều. Và Đức Phật đã dạy như thế nào? À, Đức Phật dạy như thế nào về cái vấn đề này? Lời nói như hoa, lời nói như mật, lời nói như đất. Đất là bền vững nhất, chắc chắn nhất, thầm lặng nhất. Và đất là người bạn của chúng ta. Cho nên là nó có những cái mà mình tìm hiểu kỹ đi, chúng ta sẽ thấy rằng ngay cả những câu mà chủ trương về triết học phủ định như ông Zenon là ông chống lại cái quan điểm vô thường của Heraclit, ông vẫn nói hãy nghe gấp 2 lần nói. Còn mình nói gấp 10 lần nghe, gấp 100 lần nghe, cho nên mình loạn. Hòa Thượng Viện Trưởng cũng là hiện nay cũng là ngài quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có lần dạy con hương nhũ, con đôi khi cũng phải là ngưng thuyết kinh giảng pháp rồi ngồi nghe lại những cái bài của mình, ngồi nghe lại nha con. Chứ thường là mình giảng rồi mình sợ nghe lại đó. Đó là mình nghe lại, mình nhìn lại chính mình, biết tự biết chính mình. Mình nghe nhiều hơn nói đi, coi chừng mình chỉ lo nói mà mình không có nhìn lại chính mình. Thì hôm nay con xin cảm ơn sự đóng góp xây dựng bài của lớp chúng ta.
Và chúng ta cũng sẽ biết cái giá trị của môn học này. Đây là chỉ là rất là gấp gáp thôi nha, rất là sơ sài thôi nha các vị. Phát hiện ra những vấn đề rất là hay. Rồi sau này chúng ta có thời gian nghiên cứu kỹ hơn, đọc sách nhiều hơn, thì chúng ta sẽ thấy các nền triết học đông tây, triết học thì đều là tài sản của nhân loại, tài sản trí tuệ của nhân loại. Mà đạo Phật là duy tuệ thị nghiệp, lấy cái trí tuệ, chính trí tuệ là sự nghiệp, chính sự nghiệp là trí tuệ. Thì mình không thể nào mà mình chỉ biết đây là cái của tôi được, tôi chỉ biết đạo Phật thôi, tôi không biết gì khác. Nó mở rộng ra cho chúng ta có một cái nhìn. Thì những cái tư tưởng minh triết nó cũng phải tự nhiên ở dưới đất chui lên, trên trời rớt xuống, nó cũng phải là nhiều kiếp sống mới hình thành được nhân cách sống của một con người. Những lời nói mà bỗng thành câu nói thời gian, câu nói sống mãi trong lòng nhân loại. Thưa quý thầy, quý sư cô, cũng trong cái nền triết học cực thịnh của triết học Hy Lạp cổ đại, chúng ta ngoài Socrates thì chúng ta sẽ tìm hiểu triết học Plato. Thì chúng ta mở cái PowerPoint về Plato. Thì triết học Plato để thấy rằng ông có một câu nói thời gian: tự chinh phục mình là chiến công vĩ đại nhất. Chúng ta học nói hay lắm, giống Phật giáo nhiều cái lắm. Self conquest is the greatest of victories. Tự chinh phục mình là chiến công vĩ đại nhất. Thế là các vị nhớ ngay lời Phật dạy rồi. Chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Như vậy là họ nó phải tự nhiên mà ngồi mà gãi tai mà nói ra. Họ tự trải nghiệm. Ông là người bạn và cũng là học trò thân thiết của Socrates. Và ông để lại một tác phẩm nổi tiếng mà bây giờ các nhà chính trị gia, học gia, triết gia nổi tiếng trên thế giới vẫn gối đầu nằm, đó là Republic, nền Cộng hòa. Đó, cái cuốn sách nổi tiếng nhất của ông là nền Cộng hòa. Socrates không để lại cuốn sách nào, còn Plato là nền Cộng hòa. Ông đã nói lên một cái nền văn minh bị đắm chìm dưới biển Đại Tây Dương, thấy không nào? Đó là Atlantis. Là ông nói là có một cái nền văn minh vĩ đại nó nằm dưới lòng biển, mà con người ta qua các cái biến động của địa cầu nó nằm ở dưới đó. Ông khẳng định. Nhưng mà cũng một số triết gia cho rằng đó là ông chỉ nói lên qua đó để Plato nói về một nền văn minh lý tưởng như thế nào. Nhưng mà ông khẳng định là có một cái nền văn minh chìm dưới lòng đại dương. Thì quý thầy, quý sư cô cứ chiêm nghiệm đi. Nào, cứ chiêm nghiệm đi, đúng sai mình chiêm nghiệm đi. Chỉ con mắt phàm mới nói không mới nói có. Chứ còn cái cặp mắt của những bậc thánh thì ngay như Đức Phật đã nhìn thấy 8 vạn 4 ngàn vi trùng trong một ly nước thế mà. Thì cái sự mà ông chiêm nghiệm được có một cái thế giới dưới lòng đại dương, mình cũng đừng vội nói rằng ông mơ hồ, ông tưởng tượng. Và Plato có một cái quan điểm triết học rất là lỗi lạc. Đó là thuyết ý niệm. Đối với ông, thế giới bao gồm ý niệm. Đó là một cái, đó cái ý niệm là cái chân thực có. Tuyệt đối, vĩnh hằng. Còn cái thế giới chúng ta đang sống này là cảm tính thôi, mang tính cá biệt, tương đối thôi, thoáng qua thôi. Thế giới ý niệm của ông, cho nên người ta xem đối với lại là Plato đó, Plato ha, nếu chúng ta không có nói được tiếng Anh cho nên Plato cũng được. Plato ông nói rằng đó, cái thế giới ý niệm mới là chân thật, cho nên ông là người ta cho là xem. Nếu mà Aristotle cho là thuyết duy vật là vật chất có trước, tư tưởng có sau, thì chính ông Plato này nói về cái tư tưởng này. Ý niệm mới là cái có trước này, tuyệt đối vĩnh hằng này. Còn cái thế giới mình đang sống này là tương đối, nó vẫn có cái đúng, các vị thấy không?
cái thế giới mình nó quá sức ảo tưởng đấy chứ. Nó tương đối chứ, nó to với người này, nó nhỏ với người kia, nó đẹp với người này, nó xấu với người kia. Mà ngay trong tư tưởng mình cũng thay đổi liên tục. Trước khi học mình khen cái sư này, học xong mình chê bãi bãi thôi. Nó thay đổi liên tục. Trước khi học mình nói cái môn này có ra cái gì, học xong mình nói cái môn này tuyệt vời. Thay đổi ngay trong từng ý niệm. Cái thế giới của chúng ta đang sống đây, nó tương đối, nó phức tạp, nó thoáng qua. Vạn pháp vốn vô thường mà. Cho nên ông thấy nó ví dụ như đối với Nam Đà đi, thì vợ ông là đẹp nhất trên đời, không ai bằng. Nhưng khi lên trời ông thấy vợ ông như con khỉ cháy. Vợ ông như con khỉ cháy trong rừng. So sánh lập tức là nó đã thay đổi rồi. Các thầy, các sư cô cũng vậy thôi. Có người thấy cảnh rừng là đẹp, có người thấy cảnh rừng là buồn. Có người mơ hồ về một thế giới thiên đường của phương Tây. Có người cảm thấy thế giới phương Tây cũng là một thế giới vật chất, khô khan. Nếu không có đời sống tinh thần. Thì đối với Plato, ông cho cái thế giới vĩnh hằng, đó là ý niệm, lý trí, nó tồn tại ở trên trời. Cái trên trời của ông tức là gì? Nó không phải ở đây. Như trên trời nó hơi trừu tượng. Nó không phải ở đây, mà cái chân thực, cái vĩnh hằng, cái duy nhất đang phải nằm đây. Và chúng ta còn cái thế giới vật chất đây nè, thì nó chỉ là cái giả thôi. À, ý niệm sản sinh có trước, còn sự vật là cái có sau. Cho nên đây là quan điểm duy tâm. Cho nên con người và cái thế giới này ra đời bởi bốn yếu tố căn bản: là ý niệm, vật chất, con số và sự vật cảm tính. Con người với cái thế giới này có mang bốn yếu tố, là phải có cái ý niệm, cái tư tưởng, rồi cái vật chất này, cái đó là biến đổi, rồi cái con số và cái tỷ lệ. Cái con số này là trùng với cái tư tưởng của ai? À, trùng với tư tưởng của ai? Mình học rồi. Con số, thế giới này là con số. À, chúng ta học rồi. Quan điểm tất cả mọi thứ này chỉ là con số thôi. Và ông đưa ra một định luật toán học rất là nổi tiếng. Bình phương hai cạnh, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Đó là nhà triết gia nào? Nhà toán học nào mà khẳng định cái sự mà điều hành thế giới là những con số? Đó là thầy bổn tâm, đó là Pythagore. Rất đúng. Thì ở đây Plato lập lại cái quan điểm của Pythagore là phải có vấn đề cái con số, nó mới nói đến tỷ lệ, phải có ý niệm, rồi cái vật chất, rồi cái sự, cái cảm tính, nó mới hình thành cả yếu tố trong cái thế giới này. Và con người là sự kết hợp thể xác từ đất, nước, lửa, không khí và linh hồn bất tử. Các vị thấy Plato tìm ra những cái vấn đề mà trước đây người ta chỉ là nói là nước hoặc gió hoặc không khí. Bây giờ ông nói lên các yếu tố đất, nước, lửa, gió và linh hồn bất tử. Cái sự tiến bộ của Plato và sự gặp gỡ với lại quan điểm của Đức Phật, quan điểm của Phật giáo trong vấn đề là hình thành một con người. Đối với ông nhận thức là sự hồi tưởng thôi. Có sẵn hết rồi, bây giờ nhớ lại. Là trực giác thần bí. Ở đây thì mình dùng những cái từ này mình cảm thấy con người ông quá sức là duy tâm. Nhưng mà mình đâu có phủ nhận được con người là nó là từ những gì? Những cái cuộc sống luân hồi bất tận. Trên một con người sinh ra nó có những chủng tử. Và cái chủng tử nào nó mạnh thì nó lôi kéo mình. Tại sao có người sinh ra mới có 3-4 tuổi đã là nhạc sĩ thiên tài, có người 10 tuổi đã là tiến sĩ toán học, đều là cái chủng tử của đời trước. Nhưng mà ông không dùng được những cái ngôn từ thuật ngữ khoa học để giải thích giống như là đạo Phật, mà ông cho rằng tất cả nó đều được ấn định trước rồi ở trong cái linh hồn bất tử, cái là trực giác thần bí. Tại sao sinh ra con người này như vậy, con người như vậy? Ông cho là trực giác thần bí chứ không phải là cái con người nó có được. Cái thầy, cái sư cô thấy rằng ông cũng tìm về chân lý đó chứ, nhưng mà ông không thể nào siêu tuyệt như đạo Phật, như trong cái tư tưởng triết học Phật giáo. Và sự luân hồi tạo ra những cái chủng tử để cho con người ta có những cái trực giác gì. Quý thầy, quý sư cô mà không từng tu, các vị không đi tu được đâu.
tình tu mới yêu cái lý tưởng, xem thường danh lợi thế gian. Thì ông mới nói rằng những cái điều này là con người ta là cái sự có một cái linh hồn bất tử trong đó, và cái linh hồn đó là cái sản phẩm của vũ trụ được thượng đế tạo ra từ lâu rồi, ông phải lấy thượng đế ra ông giải quyết. Còn cái vĩ đại của đạo Phật, của Đức Phật khẳng định rằng gì? Tất cả là ở ta hết, trong vun vàn kiếp sống tạo tạo ra những ngôi nhà. Và cái Đức Phật thành đạo khẳng định rằng ta sẽ đập tan cái ngôi nhà ái dục đó, chính ngôi nhà làm cho ta đau khổ không biết bao nhiêu kiếp sống. Nhưng mà Plato đâu có tìm ra chính ta được cái giá trị của con người. Ông phải nói rằng cái linh hồn bất biến là do thượng đế. Mỗi một con người được thượng đế quy định một linh hồn bất biến. Cho nên là cái giai đoạn đêm trường trung cổ mới dựa vào Plato, thấy không nào, một cái triết gia vĩ đại đó để mà bảo vệ cái thuyết Kitô giáo của họ. Nó có một mấy ông triết gia này bảo hành cho làm Bali Bi nền làm nền cho họ. Mới thấy Đức Phật thì quá vĩ đại, chư thiên lại thì coi như là thôi rồi, ông Phạm Thiên mời ông ngồi xuống đây, ông nghe tôi nói đây, ông cũng sanh lạ sao nào, sanh lão bệnh tử thôi, ông ngồi xuống đây. Nên chư thiên phải lạy Phật, nghe không? Chữ Đức Phật mới khẳng định vị trí con người. Còn các cái ông thuyết gia lỗi lạc của phương Tây cũng phải nương tựa một cái gì đó trong thực tế quy định, tại vì không thể giải quyết được tại sao con người thế này con người thế kia. Ông nhìn nhận ra quá nhiều thứ, và sao con người chỉ có biết làm nô lệ thôi, và chỉ biết tiền hoặc biết danh vọng thôi. Cái khác nhau là do ai? Là do sự quy định của thượng đế. Đó là cái hình, nó từ đó mới hình thành một cái đêm trường trung cổ, tất cả là ở thượng đế. Và con người ta do hoạt động trong cái thế giới này, cho nên cái thế giới vật chất này nên quên đi cái thế giới linh hồn của thượng đế ban cho, bị lãng quên. Tiếp tục. Đâu có, phải tiếp tục cái bài PowerPoint đó chứ. Plato mô tả trí thơ khôn của con người. Tiếp tục cái PowerPoint. Không phải PowerPoint. Đó. Mô tả trí khôn con người đạt được cái tri thức như thế nào? Tri thức bao gồm những gì? Bằng cách như thế nào? Đưa ra những cái hình ảnh đó, như cái hang, để nói lên chúng ta sống trong bóng tối là trong trong cái hang, còn ngoài kia mới là ánh sáng, mới là chân lý. Hướng tư duy của mình chỉ hướng đến cái bóng thôi, tức là cái triết thuyết rất nổi tiếng của Plato, đó là triết thuyết cái hang. Giữa con người là sống trong bóng tối, là sống trong hang, còn ngoài trời kia mới là chân lý, thưa các vị. Cho nên á, cái tương phản giữa bóng tối hay là phản chiếu của ánh sáng ngoài kia để nói lên cái mức độ hiểu biết của con người. Con người nó càng nhìn ra được cái bên ngoài kia là con người gần với chân lý. Nhưng mà thường là con người nhìn cái bóng và nói đó là sự thật. Chúng ta mở clip cái hang của Plato. Clip về cái hang. Chúng ta theo dõi nha. Để xem ông nghĩ như thế nào về cái quan điểm. Cái clip cái hang. Rồi chúng ta xem về một cái đoạn clip về Plato. Những tranh cãi về thân thế. Năm sinh cụ thể của Plato không rõ ràng. Dựa trên các nguồn cổ xưa, hầu hết các học giả hiện đại đều ước tính rằng Plato được sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 428 đến năm 427 trước công nguyên. Theo một người viết tiểu sử của ông, Nicias of Cyzicus, Plato sinh năm 429 trước công nguyên. Nguồn tài liệu cổ, hầu hết các học giả hiện đại tin rằng động. Ngoài ra, Diogenes đề cập đến ngành khoa học bổ trợ thời bấy giờ như toán học, thiên văn học và các ngành khoa học. Diogenes lần thứ hai vào năm 367 trước công nguyên. Năm ấy, Dionysius đệ nhất băng hà. Plato đã trở lại Athens, tiếp tục các hoạt động trong học viện cho đến khi qua đời năm 348 hoặc 347 trước công nguyên, thọ hơn 80 tuổi.
bối cảnh xung quanh cái chết của ông vẫn chưa rõ ràng, chỉ có thể chắc chắn là ông qua đời ở Athens. Một số học giả cho rằng ông chết khi đang tham dự một lễ cưới, trong khi một số khác tin rằng ông qua đời một cách bình thản lúc đang ngủ. Plato có ảnh hưởng lâu dài tới triết học và bản chất con người, vượt ra phạm vi của Hy Lạp cổ đại. Niềm tin của ông về tầm quan trọng của toán học trong giáo dục đã được chứng minh là cần thiết cho việc hiểu về toàn bộ vũ trụ. Những tác phẩm của ông về việc sử dụng lý trí để phát triển một xã hội công bằng hơn, tập trung vào sự bình đẳng của các cá nhân, đã thiết lập một nền tảng cho nền dân chủ hiện đại. Plato cho rằng hình thái xã hội lý tưởng nhất là nhà nước quý tộc hoặc nhà nước kiểu đế vương, chứ không phải là nhà nước coi trọng tư cách và tài năng. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, thì chúng ta sẽ được tiếp tục coi về cái cuộc đời của Plato, một triết gia vĩ đại, và đồng thời là chúng ta sẽ tìm hiểu về triết thuyết cái hang của ông. Đó là những cái gì rất là căn bản về Plato nhìn nhận về con người đang sống trong một cái sự vô minh tâm tối, và ông lấy hình ảnh cái hang. Và ông cho cái lý tưởng của con người nó không phải nằm ở đây, nó nằm ở một cái thế giới của Thượng Đế. Bởi vì nếu như mình nói rằng trở về chân tâm Phật tánh là cái mục đích cuối cùng của người học Phật, thì ông cho rằng mình phải quay về cái mà Thượng Đế đã quy định cho con người mà con người đã quên đi. Để lớp chúng ta được giải lao trong ít phút rồi chúng ta quay trở lại lớp ạ. Dạ, xin cảm ơn lớp đã chú ý lắng nghe. Mô Phật. Plato đó, Plato, Plato ha, Plato, thì chúng ta sẽ phải biết ông có một cái triết thuyết nổi tiếng nhất, đó là về cái hang, nói lên cái nhận thức của con người. Và ông khẳng định con người ta chỉ sống trong cái hang thôi. Và chúng ta cũng hay thường nói là chúng sanh tràn ngập trong vô minh và đau khổ. Ông cũng khẳng định con người ta sống trong cái hang và nhìn nhận tất cả cái bóng và xem cái bóng đó là sự thật. Đó. Cái thế giới ảo đó thì mình lại cho là thật. Còn cái thế giới thật thì mình lại không biết nó là ở đâu. Thì ông mới đưa ra cái quan điểm. Chính những cái ý tưởng của con người mà vốn được Thượng Đế ban cho mới là cái sự thật. Còn cái thế giới vật chất này là không có. Và điều này gây ra mâu thuẫn giữa ông và Aristotle, người bạn cũng là người học trò. Rồi, con mở tiếp, ta mở cái... Tắt âm thanh đi rồi. Cái clip nó bị trục trặc chút rồi, để con sẽ gửi cho lớp qua cái nhóm lớp mình ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái về cái triết thuyết cái hang, để thấy rằng ông Plato nhìn nhận những cái vấn đề về con người như thế nào. Và ông cũng là một triết gia rất là xuất sắc để nói về những vấn đề đạo đức, chính trị, xã hội,
và ông là một trong những người có cái quan điểm thẩm mỹ nghệ thuật rất là cao trong cái thời Hy Lạp cổ đại. Bằng một cái hệ thống quan điểm triết học nhất quán, Plato nâng chủ nghĩa duy tâm Hy Lạp cổ đại lên đến đỉnh cao mới. Đó, và ông chống lại chủ nghĩa duy vật của Democritus. Tức là ông là lấy quan điểm triết học của ông, lý luận rất là nhất quán, rất tuyệt vời, nâng chủ nghĩa duy tâm Hy Lạp cổ đại lên một đỉnh cao mới mà chống lại cái chủ nghĩa duy vật của Democritus. Democritus nói tất cả là đều từ những cái nguyên tử, đúng không? Cũng trong chúng ta trước khi nghiên cứu Socrates, con có cho cái tư liệu về Democritus, thì ông nói rằng nó tất cả mọi thứ đều, ông phát hiện ra vấn đề nguyên tử và ông cho mọi thứ nó từ đây. Nhưng mà ông Plato đã nâng cái chủ nghĩa duy tâm, tức là cái gì cũng từ trong ý niệm mà nói là quyết định tất cả, và chống lại cái chủ nghĩa duy vật. Chúng ta sẽ thấy triết phương Tây là nó cứ như vậy đó. Ông này đưa ra vấn đề này, ông này bác bỏ, đưa ra vấn đề khác. Nó một cái hành trình như thế. Cho nên mình cũng sẽ được thấy những cái tranh luận và cái sự khai mở trí tuệ từng giai đoạn. Nó không giống như mình học triết học Phật giáo là nó một là một cái sâu chuỗi ngọc nhất quán rồi đi từ vấn đề này sang vấn đề khác. Và triết Tây là nó những vấn đề nó tranh cãi lẫn nhau rồi nó đi đưa đến cái kết quả của vấn đề. Đến một giai đoạn mới rồi đánh gục cái giai đoạn cũ, nó đưa ra một cái vấn đề. Nó cứ như thế, một hành trình. Bởi vì ai là bậc giác ngộ ở đây? Chưa có. Rồi chúng ta sẽ theo dõi cái clip về triết thuyết cái hang nha. Và chúng ta sẽ biết đây là một cái chuyện ngôn của những người tù trong hang của Plato. Plato là một triết gia nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại và là người sáng lập ra hệ thống học viện đầu tiên ở phương Tây. Ông nổi tiếng với những câu chuyện ngụ ngôn, mang tính ẩn dụ cao mà thông qua chúng, người đọc hoặc người nghe có thể hiểu hơn về bản thân và thế giới quanh mình. Một trong những chuyện ngụ ngôn nổi tiếng nhất của Plato là câu chuyện về những người tù, bị giam trong một hang động từ khi mới được sinh ra. Những người tù này luôn bị xích và bị bắt phải quay mặt về phía bức tường trong hang, thay vì phía miệng hang. Như vậy, suốt cả cuộc đời những người tù này sẽ chẳng bao giờ thấy được thế giới bên ngoài vuông tròn ra sao. Thứ duy nhất mà họ có thể thấy được là sự đổ bóng của những người, con vật và những vật đi ngang qua cửa hang, trên bức tường, khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Plato nói, những người tù này, do chưa bao giờ nhìn thấy những con người, con vật và các đồ vật thật, nên họ cho rằng những cái bóng chính là những con người, con vật và đồ vật ấy. Bây giờ, giả sử một trong số những người tù này được giải phóng và ra khỏi hang, và được chứng kiến lần đầu tiên trong đời thế giới thực ngoài kia tròn méo như thế nào. Người tù đó sẽ thấy được rằng những con người và con vật thật khác xa với những cái bóng trong hang. Nhận thức cũ về thế giới xung quanh của người tù đó bị sụp đổ. Những cái bóng anh ta nhìn thấy mỗi ngày khi xưa hóa ra chỉ là một phần rất rất nhỏ của thế giới thực ngoài kia. Bây giờ tiếp tục giả sử, người tù này sau một thời gian ở bên ngoài, đã bị bắt vào hang trở lại, tiếp tục nhìn ngắm những cái bóng. Giờ đây, với nhận thức mới, anh ta biết rằng những cái bóng đó thực ra chỉ là những cái bóng, chúng chỉ là những phản chiếu của thế giới thực. Người tù này quyết định kể với những bạn tù của anh ta về thế giới ngoài kia, về những gì anh ta đã nhìn thấy. Nhưng không may, những người bạn tù của anh ta, vì vẫn luôn giữ nhận thức cũ, nên không thể hiểu được những điều anh ta nói, họ không thể tưởng tượng được tại sao lại có một thế giới như vậy tồn tại ngoài kia. Và bởi vì họ không tưởng tượng được, nên họ không tin anh ta. Từ chỗ không tin, họ bắt đầu xúc phạm, tẩy chay và thậm chí đánh đập anh ta, vì họ cảm thấy thế giới quan của họ bị công kích. Câu chuyện ngụ ngôn này chẳng phải đang phản chiếu chính hình ảnh xã hội con người của chúng ta, từ cổ chí kim đó sao? Từ xa xưa, con người mỗi khi đứng trước sự biến chuyển về nhận thức, luôn có khuynh hướng bám víu vào những tư duy cũ. Những người từng nói với cả thế giới rằng trái đất là một khối cầu chứ không phải một mặt phẳng, và rằng nó xoay quanh mặt trời chứ không phải ngược lại. Những người này chẳng phải cuối cùng đều chết trên giàn hỏa thiêu đó sao? Ngay cả những bậc giác giả xưa kia như Chúa Giêsu và Đức Phật, khi đi truyền đạo cũng đã gặp phải rất nhiều kháng cự, từ cả phía người dân lẫn chính quyền. Có lẽ, thách thức lớn nhất con người gặp phải chính là sự thay đổi nhận thức và thế giới quan một cách linh hoạt. Bởi lẽ, chúng ta làm sao có thể chắc chắn rằng, những thứ mà ta mắt thấy tai nghe hàng ngày không phải là hình ảnh phản chiếu của một thế giới thực hơn nữa, to lớn hơn nữa ở đâu đó ngoài kia, có thể nó nằm đâu đó ngoài hệ mặt trời, ngoài dải ngân hà, thậm chí ngoài vũ trụ của chúng ta. Các khả năng là vô cùng vô tận. Các bạn có quan điểm thế nào về chủ đề này? Các bạn có cho rằng việc liên tục mở rộng tư duy, cập nhật kiến thức là quan trọng không? Và đâu là những cách thức cụ thể và hiệu quả để thực hiện điều đó? Hãy cùng chia sẻ trong phần bình luận dưới video nhé! Thưa quý thầy, quý sư cô, như vậy, nói đến Plato,
quý thầy sẽ phải nhớ đến là triết thuyết cái hang. Và ông cũng có những cái sự phát hiện rất là tuyệt vời về cái đời sống của con người. Con người ta chỉ ôm lấy những cái người ta vốn biết và xem đó là sự thật. Đối với ông, tất cả chỉ là ảo tưởng. Đối với ông, tất cả chỉ là tạm thời, thoáng qua. Thì thật ra ở cái khía cạnh này, chúng ta vẫn nhìn nhận cái quan điểm Phật giáo Đại Thừa, bản lai vô nhất vậy. Cho nên á, khi mà chúng ta nghiên cứu những tư tưởng của triết học phương Tây, chúng ta thấy họ cũng chạm vào trong cái vấn đề chân lý, nhưng mà không thể nào hoàn thiện bởi vì họ không trải qua một cái quá trình trải nghiệm tu chứng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng họ cũng là những nhà thông thái, minh triết, họ cũng thấy một cái gì đó. Nó không thể phủ nhận hết nền minh triết phương Tây. Nhưng mà mình để mình có thể nói rằng giống như Đức Phật là không nha, các vị cẩn thận. Tức là cái tư tưởng của họ cũng là bắt gặp cái tư tưởng, cái chân lý, cái mà Đức Phật đã tìm ra ở cái điểm nào đó. Chúng ta lưu ý để mà chúng ta trình bày. Chắc chắn là con đã nói cái đề tài tiểu luận nó là như vậy rồi. Trong quá trình chúng ta học thì con sẽ hướng dẫn sâu hơn nữa để viết đúng một cái văn phong tiểu luận. Nhưng mà chúng ta không thể nào cứ nói cái này giống Đức Phật, cái này giống Đức Phật không. Nó sẽ bắt gặp, nó gặp gỡ cái tư tưởng của Phật giáo ở cái điểm nào, thưa quý thầy, quý sư cô. Và đối với vấn đề đạo đức chính trị xã hội thì Plato là một cái con người có một cái đầu óc rất là, phải nói rằng, minh triết. Ông cho đạo đức là sống hướng thiện. Hành vi hướng thiện là dùng lý trí khám phá ý niệm tuyệt đối khách quan của con người. Tức là ở trong nhà Phật là có chánh kiến, chánh tư duy đó. Thì ông nói là hành vi hướng thiện. Cái ý, cái tâm ý phải hướng đến điều thiện thì sẽ khám phá ra cái ý niệm tuyệt đối mà Thượng Đế ban cho mình. Tức là cái bản chất con người là vốn thiện. Nên mình hãy hướng thiện đi thì mình sẽ trở về cái gì? Cái ý niệm tuyệt đối khách quan mà ông cho là trên trời ban cho mình. Nên con người thường lại là hướng về điều ác, cho nên nó đánh mất đi cái ý niệm tuyệt đối. Cái trong nhà Phật gọi là chân tâm, tự tánh, thì ông dùng cái từ là gì? Ý niệm tuyệt đối khách quan trên trời. Ông dựa vào một cái chỗ dựa là Thượng Đế cho mình những cái suy nghĩ, những tư tưởng. Tại vì họ bế tắc mà, họ đâu có phải là qua một quá trình tu chứng, họ chỉ bằng cái trí thông minh thôi. Còn Đức Phật thì nhìn nhận là chúng ta đi sự tu tập này, quý thầy, quý sư cô nhìn nhận đi, cuối cùng là trở về cái gì? Tìm cái gì? Nó dạy để giác ngộ, để giải thoát. Thế nào để biết mình giác ngộ? Mình đâu có đi con đường như Đức Phật đâu. Mình mày mò, mình vẫn là bắt đầu học về giới, bắt đầu học về kinh điển, bắt đầu thiền tập, bắt đầu tu tập, chuyển hóa cái thân mà. Bao giờ gọi là giác ngộ? Khi mình sống với chân tâm, nó không vướng bận các cái pháp trần, là tham lam, là sân hận, là si mê. Mình tự tại với các pháp đến đi. Thì đó là mình giác ngộ. Thì đối với Plato mà trở về cái ý niệm tuyệt đối, mà ông cho là khách quan, tức là cái ở trên trời cho mình. Còn Đức Phật thì khẳng định tất cả là ở mình. Mình chỉ cần so sánh giữa Plato với Đức Phật thôi cũng là một tiểu luận 100 trang rồi, chứ đừng có nói. Nhưng mà tùy theo khả năng, ai triển khai sâu được một người thì là một người mà, ai triển khai nhiều người cũng được. Đó là rất là mở rộng. Nhưng mà nếu như mình càng cô đọng thì nó càng sâu, tùy khả năng mỗi một con người. Nhưng mà nội cái vấn đề mình phân tích thì không phải nó giống hết, nó sẽ giống chỗ nào và nó sẽ khác cái chỗ nào. Do là họ chưa phải là những gì? Những bậc giác ngộ, những bậc chánh biến tri, minh hạnh túc, không phải là thiện thệ thế gian giải. Họ chỉ là những nhà thông thái, yêu thích, hướng đến sự thông thái, trí tuệ mà thôi. Xin thưa với lớp chúng ta, xin lỗi. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, cái nhìn của Plato là hãy sống hướng thiện. Và đối với ông có chính trị, mô hình nhà nước, chế độ cộng hòa quý tộc, tức là ông nghĩ không thể trong cái nô lệ mà có người lãnh đạo được, mà phải từ những nhà quý tộc.
Mô hình cộng hòa là gì? À, là trong một cái nhà nước nó cũng có đầy đủ các loại người, nó hòa hợp, nó cộng đồng sinh sống với nhau, cái cộng hòa. Nhưng mà cái người lãnh đạo phải là một ông vua mà triết gia tài ba. Ông vua xem thường tất cả những gì của tư hữu, của cá nhân, vợ con, tài sản. Đó, ông phải là một minh triết mới lãnh đạo. Và nhà nước sẽ phân công những loại người trong đó có triết gia, có chiến binh, thương gia, có thợ thủ công, thì tất cả cùng hòa hợp chung sống. Nhưng mà triết gia là lãnh đạo đất nước, bởi vì có trí tuệ mà lại là không có nhan tham, không có tư hữu. Thì trong nhà nước lý tưởng thì cái quyền lãnh đạo tập trung vào trong tay những cái người thông thái nhất. Thì đó là triết gia là lãnh đạo, chứ ông không cho là những con người nhiều tiền. Một cái người mà đứng ra tranh cử ở Mỹ đi nha, phải chứng tỏ tài sản có bao nhiêu, khả năng về kinh tế và những cái sự ủng hộ các nhà tài phiệt đối với cái vị đó như thế nào, để mà chạy vào trong các cái cuộc gì, các cái cuộc gọi là cuộc vận động, cuộc vận động bỏ phiếu. Nhưng mà đối với ông Plato, ông nói triết gia là con người có trí tuệ, con người xem thường danh lợi, con người xem thường vật chất, con người đó mới có thể là lãnh đạo quốc gia, gọi là ông vua minh triết tài ba. Và cái đẹp của ông á, ông quan niệm, và bởi vì là trong các cái yếu tố cấu thành kết triết học phương Tây nó có thẩm mỹ. Ngày xưa triết học phương Tây nó sẽ có là đạo đức học, tức là luân lý, rồi là siêu hình học, logic học, rồi toán học, thẩm mỹ học. Cái đẹp của các nhà triết gia nó sâu xa lắm, thưa quý thầy với sư cô. Và ông cho rằng học thuyết về cái đẹp tồn tại vượt ra ngoài cái khuôn khổ nghệ thuật quy định bởi cái thế gian này. Cái đẹp phải là một cái sự rung động thật sự từ trong tâm mình, nó mới là cái đẹp. Rồi những cái gì mà lòe loẹt bao nhiêu thì nó thô kệch bấy nhiêu. Nó phải cái sâu xa, cái rung động từ cái đạo đức, cái linh hồn, cái sự thiện lương của con người, nó mới thể hiện ra gọi là cái thẩm mỹ. Cho nên quan điểm thẩm mỹ nghệ thuật của Plato cũng có ý nghĩa chính trị xã hội nữa. Bởi vì ông cho cái nghệ thuật, cái đẹp là xây dựng nên những con người có đạo đức, có thẩm mỹ, có phẩm hạnh. Một con người không có đạo đức không thể gọi là đẹp. Cái đẹp phải là một con người rất là đạo đức. Cho nên nó mang lên cái ý nghĩa chính trị xã hội ở trong quan điểm về nghệ thuật. Còn bây giờ người ta quan niệm cái đẹp nó rất là sơ sài. Nó thể hiện qua những loại nhạc, nó thể hiện qua cái nhận thức về cái đẹp, nó thể hiện qua cách sống. Càng hào nhoáng bao nhiêu, ta cho rằng đẹp bấy nhiêu, thì nó cách quá xa với tư tưởng minh triết Đông Tây, thưa quý thầy, quý sư cô. Cho nhà nước lý tưởng của Plato à, thì nó cũng mang cái tư tưởng nhân văn, rồi có những yếu tố của chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì ông nói là chẳng hạn như đối với là chiến binh đó, là ông nghĩ không nên có vợ có con, mà sống hết lòng hy sinh cho lý tưởng. Rồi người ta nói vậy làm sao mà duy trì nòi giống. Ông bảo rằng là cái đó chỉ là một cái phương tiện. Cho nên cũng có thể là một người đàn bà làm vợ của nhiều người để sanh ra nhiều con cái. Cứ bà nào mà có thể sản sinh ra giống tốt thì cứ cho bà được sản sinh ra. Còn một cái người đàn ông không nên chỉ là một gia đình. Ông thấy rõ tư tưởng tư hữu rất nguy hiểm. Cho nên ông đưa ra cái quan điểm là vợ chung chồng chung như thế. Vì ông sợ cái tư hữu lắm. Mình sau này mình thấy Đức Phật dạy cái gì? Những ai nói đây là ta, đây là của ta, đây là vợ con ta, là tài sản ta, kẻ đó vô cùng vô minh và đau khổ. Nhưng mà vẫn có một hệ thống đạo đức Phật giáo đàng hoàng, một vợ một chồng chung thủy đàng hoàng. Nhưng mà đối với người xuất gia thì nếu chúng ta còn có cái này cái kia của ta, gia đình của ta, vợ chồng của ta, thì chúng ta sẽ thất bại. Đã tư hữu tư nhân là chúng ta sẽ bị hệ phược, và vòng dây tham ái sẽ phá vỡ cuộc đời chúng ta, phá vỡ lý tưởng của chúng ta. Nhưng mà Plato thì ông cho rằng là mang yếu tố chủ nghĩa cộng sản, nghĩa là không nên tư hữu. Cái gì tư hữu là chết, tức là ích kỷ đó. Ông cho ích kỷ là nguy hiểm vô cùng.
Cho nên con người ta càng ban bố bao nhiêu, càng mở rộng tình yêu thương bấy nhiêu, con người thành công bấy nhiêu. Quý thầy quý sư cô cũng vậy, mở rộng ra, chia sẻ ra. Đừng có chia sẻ là tôi viết gì anh viết cái đó, làm bài chung, không phải. Nhưng mà mình chia sẻ cái sự hiểu biết của mình, cái quan điểm của mình về vấn đề này, để mình cùng đi đến một cái lời giải đáp minh triết. Còn cái giúp bạn kiểu như là chúng ta cùng là góp vô làm bài chung với nhau thì không nên. Nó làm hạn chế tư duy của huynh đệ mình. Cho nên cái quan điểm chính trị xã hội của Plato có những điều rất tuyệt vời, và thậm chí ông rất đặt nặng cái vai trò giáo dục giới trẻ. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về Plato trong cái cuộc đời của Plato. Nhưng mà xin quý thầy quý sư cô hãy nhớ là Plato là một người học trò ưu tú của Socrates. Tiếp tục. Rất là ưu tú của Socrates. Và những cái gì mà mình còn được biết về Socrates là chính nhờ Plato đã ghi chép lại. Những tác phẩm của ông để lại hầu hết đều nói đến cái tư tưởng minh triết của người thầy của mình, đó là Socrates. Còn cuộc đời Đức Phật thì có Anan, có Ubali và có hàng thánh đệ tử. Cuộc đời Socrates là Plato và Aristotle viết lại về người thầy của mình. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về Aristotle, là bộ óc bách khoa toàn thư của triết học Hy Lạp cổ đại. Thì cái giá trị của Aristotle thể hiện qua những câu nói thời gian và cái công trình nghiên cứu khoa học ông để lại cho cuộc đời. Ông nói giá trị đích thực của đời người là sự thức tỉnh và năng lực suy nghĩ, chứ không phải là ở sự tồn tại. Hay không? Cho nên mình cứ hay tìm hiểu là sống bao nhiêu năm, chứ mình không tìm hiểu là mình đã làm được cái gì. Ở trong cái nền Phật giáo Tây Tạng có những cái vị lạc ma, ba mấy tuổi, bốn mấy tuổi. Ồ, nó đâu vậy? Dạ thầy, Phước Thành tắt mic đi ạ. Học nó ồn dữ vậy sao? Người ồn như vậy nghe được cái gì? Bị ảnh hưởng bên ngoài hay là lớp mình ồn? Những âm thanh nó từ đâu vậy quý thầy? Trong lớp mình à? Trời ơi, mạnh sư nói mà mạnh lớp ồn chỗ đó học cái gì? Nếu mà âm thanh từ bên ngoài thì con không nói, chứ âm thanh ở trong lớp thì thôi bỏ tay. Thế thì bây giờ chúng ta phải biết là Aristotle á, ông khẳng định cái sự thức tỉnh. Lúc nãy có một vị ni sinh có phát biểu về điều này. Thức tỉnh là sự giác ngộ. Và năng lực suy nghĩ, tức là cái nghĩa là gì? Là cái chánh kiến, chánh tư duy của con người đó thể hiện cái giá trị của con người đó. Chứ không phải con người đó tồn tại với những quần này, áo kia, hay là vật chất, hay là nhà cửa, hay là bất cứ cái gì. Đôi khi đó lại là những con người ngu dốt nhất trên đời với những cái vỏ đấy. Còn thật sự một cái con người ta xuất hiện bởi sự giác ngộ, năng lượng của cái từ bi, của trí tuệ và năng lượng của những lời nói chánh ngữ, xuất phát từ chánh kiến, chánh tư duy, nó làm lợi lạc cho cuộc đời, đó là giá trị của cuộc sống. Nhưng sống 15 năm, 10 năm vẫn được. Khi sống cho tới Đức Phật sao không sống 150 tuổi đi, ngài dư sức mà. Nhưng mà 80 tuổi viên mãn báo thân đó để cho biết là thôi, đó là cũng là, nó cũng là tương đối cái thọ của một kiếp người. Nhưng mà lời dạy của ngài, con nói thật với quý thầy, quý sư cô, đừng bao giờ nói là hết chuyện nói. Những cái bản kinh của ngài, những lời dạy của ngài để lại trong cuộc đời quý thầy, quý sư cô khai thác giảng vài ngàn năm không bao giờ hết. Ở nhiều phương diện khác nhau. Cho nên là một cái cuộc đời đó, nó giá trị như thế. Mà ông Aristotle khẳng định đích thực đời người là sự giác ngộ. Enlightenment, cái thức tỉnh này đó là giác ngộ đó. Và năng lực suy nghĩ, tức là mình nghĩ cái gì? Cái tư duy của mình là về cái gì? Những con người tối ngày tư duy những chuyện bậy bạ không à?
lợi mình mà hại người. À, tư duy những cái chuyện mà là tà vậy, để qua mặt luật pháp, qua mặt xã hội, dối cha, dối mẹ, dối chồng, dối vợ. Cho nên sống cũng chỉ là một sự tồn tại, hơn con vật tí thôi, khác gì đâu. Phục vụ cho ăn, ngủ và hưởng thụ, chứ có gì đâu. Cho nên ông nói vấn đề không phải là cái giá trị, không phải là bao nhiêu năm, mà giác ngộ và năng lực suy nghĩ trong chánh kiến, chánh tư duy. Cái đó, cái từ chánh kiến, chánh tư duy là từ Phật giáo. Nhưng mà mình nói năng lực suy nghĩ là mình biết suy nghĩ cái gì để gọi là giá trị. Và nếu không chỉ là sự tồn tại thôi. Vì vậy nói tới Aristotle là nói tới thông thái, trí tuệ, minh triết Tây Phương. Các vị nhìn cái mặt của ông Aristotle. Thời trẻ thì theo học viện Hàn Lâm, Plato có một cái viện Hàn Lâm, ông học theo thầy, ông là Plato. Và là học trò lừng danh của Plato. Rồi ông cũng là thầy dạy Alexander Đại Đế, ông dạy vua. Rồi ông lấy con của vua. Ông không tán thành quan điểm của Plato, nên ông rời khỏi viện và đi theo con đường riêng của mình. Cho nên nói thầy và bạn thích quý mà chân lý còn quý hơn. Ông rời khỏi viện và đi theo con đường riêng của mình. Mình đi đâu nữa các vị? Chánh pháp là hạnh phúc chân thật nhất rồi, còn đi tìm cái gì? Còn mấy ông này là phải đi mày mò, đi tìm kiếm. Đó là cái con đường khác nhau giữa Tây Phương và Phật giáo. Phương Tây muôn đời đi tìm kiếm. Phương Đông, Đức Phật đã là ánh đuốc soi đường. Bây giờ mình cũng phải là cái hải đảo tự thân để tìm đường mà đi với cái ánh đuốc đó. Chứ có người đâu có chịu đi với cái ánh đuốc đó đâu. Thấy là đuốc chứ thích xài cái khác. Đèn pin, quẹt ga, lửa liếc đồ nhiều thứ. Chứ không có đi trên cái ánh đuốc soi đường của chánh pháp. Còn các ông này vẫn là mày mò, đi tìm con đường riêng. Và cái điều lỗi lạc nhất của Aristotle đó là ông thành lập được trung tâm nghiên cứu khoa học lớn nhất của Hy Lạp cổ đại. Cách đây mấy ngàn năm mà thành lập được trung tâm nghiên cứu khoa học thì quý thầy quý sư cô nghĩ như thế nào? Người trên trời xuống chứ, chứ đâu phải là chuyện đơn giản. Ông để lại 170 tác phẩm đó, có giá trị trên tất cả các ngành khoa học. Tiếp tục đi con. Vật lý học, siêu hình học, ở đây đó, thi văn, kịch nghệ, âm nhạc, logic, ngôn ngữ, chính trị, đạo đức, vân vân. Cái mảng nào ông cũng nghiên cứu hết. Nhưng bắt đầu là ông lấy cái tri thức làm đối tượng là siêu hình học. Mà siêu hình học đó là gì? Đó là triết học. Và vật lý học là thứ hai. Mà vật lý học đó là toán học, logic học. À, lúc đó là tất cả nằm trong triết học hết. Quý thầy quý sư cô biết giai đoạn đầu tiên tất cả nằm trong triết học. Rồi về sau mới tách ra, thế kỷ 19, 20 bắt đầu tách ra. Còn hồi đó tất cả là đều nằm trong triết học. Còn triết học là trí tuệ vĩ đại lắm. Khoa học thực hành thì ông nói là đạo đức là sống như thế nào, chính trị là điều hành đất nước như thế nào, nền kinh tế. Và ông không tách riêng giữa lý thuyết và thực hành để ông đem lại lợi ích. Khoa học sáng tạo là nghệ thuật, thi ca, ngôn ngữ. Logic học là sự phân tích. À, ông đưa ra tam đoạn luận là của Aristotle. Rồi vật lý học là kể cả sinh học, sinh vật học, tâm lý học. Ông tìm hiểu cái đời sống tự nhiên, vô cơ và đời sống sinh thể hữu cơ từ thấp nhất cho đến loài người. Siêu hình học thì nghiên cứu bản chất của sự tồn tại. Đạo đức học thì ông nghiên cứu kinh tế học, chính trị học, khoa học ngôn ngữ, văn chương, nghệ thuật, vân vân. Đời mình có mấy bản kinh không thuộc. Mình nhìn Aristotle này mình thật sự đảnh lễ. Đúng là bộ học bách khoa toàn thư, đó là một nền tự hào của triết học Hy Lạp cổ đại. Mình nhìn vậy mình thấy mình làm biếng, mình mắc cỡ chứ. Là nghiên cứu để lại cho đời những cái điều mà chưa bao giờ người ta bỏ đi. Không có cái gì mà có thể ta phải hoàn thiện nó thôi, chứ ông nghiên cứu mà, chứ đâu phải là ông ngồi ông phán đâu. Rất là tuyệt vời. Và tác phẩm nổi tiếng là Politics, chính trị học. Người thầy dạy ông là Plato đã tự hào gọi ông là bậc tinh anh của nhà trường. Marx thì ca ngợi Aristotle là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của phương Tây cổ đại.
Marx, các Marx á, ca ngợi ông Aristotle là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của phương Tây thời cổ đại. Đức Phật của chúng ta là một hình tướng, một cái cách suy nghĩ, một cái cách sống của phương Đông, Ấn Độ. Nhưng mà Aristotle là một hình thái minh triết của phương Tây, nhà tư tưởng vĩ đại nhất của phương Tây cổ đại. Nhưng mà ông học với thầy, nhưng mà ông bác bỏ quan điểm Plato. Bởi vì đối với Plato phải có một ý niệm có trước sự vật. Cho nên muốn giải thích cái gì phải quay về ý niệm. Phải nhân đôi cái đối tượng lên, là ý niệm rồi ra sự vật, rồi sự vật quay về ý niệm. Ông không thể nào nghiên cứu được, ông có thể nào sự nghiên cứu được trong cái phòng thí nghiệm thực hiện thật. Chúng ta nghiên cứu khoa học mà. Ông không đồng ý với thầy ông á. Ông ấy không có tách rời sự vật ra được, không thể nói chuyện ý niệm được. Đối với ông á, tồn tại khách quan của thế giới vật chất chỉ tìm qua cái thế giới vật chất này mọi vấn đề. Hình thức bản chất liên quan với nhau. Ví dụ như pho tượng đá, đá là bản chất, còn cái điêu khắc đó là nhà điêu khắc tạo một cái hình thức nào đó cho cái pho tượng đó. Bản chất với cái hình thức thôi. Chứ ông không có đồng ý với cái quan điểm ý niệm của Plato. À. Và ông quan điểm về đạo đức ấy, thì đạo đức chính là hạnh phúc của con người. Cái quan điểm rất quan trọng của Aristotle. Đạo đức chính là hạnh phúc của con người. Con người không có đạo đức, không bao giờ có hạnh phúc. Quá hay phải không quý vị? Quá hay. Đạo đức đối với ông là kết quả rèn luyện kinh nghiệm của con người trưởng thành, phải biết kiểm soát tinh thần, biết quân bình lòng ham muốn. Cho nên ông là đưa ra ý niệm trung dung, sự dung hòa phù hợp chứ không để cái gì thái quá. Tức là ông có cái quan điểm trung dung, trong nhà Phật là trung đạo. Chính Aristotle đưa ra quan điểm trung dung còn rõ hơn các triết gia trong cái thời triết học Hy Lạp sơ khai. Ở trên bảng đó là những cái phần so sánh giữa ông với Plato. Và chúng ta sẽ xem kỹ hơn. Thì con đang nói về cái vấn đề là quan điểm đạo đức của ông. Đạo đức chính là hạnh phúc của con người. Con người vượt qua được nỗi sợ hãi thì con người sẽ có tự do. Con người vượt qua được sợ hãi, tiếp tục. Con người vượt qua sợ hãi thì con người sẽ có tự do. Chứ đúng như vậy, quý thầy, quý sư cô thấy không? Đức Phật thành đạo đem lại cho con người cái điều gì? Tin vào chính khả năng mình. Con người cầu xin nhiều là con người sợ hãi nhiều. Con mà làm sao cho mình không có sợ hãi? Mình sống trong giới, mình sống trong phúc đức, mình sống trong cái gì? Cái đem lại an vui hạnh phúc cho người. Mình không có sợ hãi. Mình không có đồng bạc nào, mình sống trong một cái túp lều, một cái thiền an tĩnh thất, mình vẫn rất hạnh phúc. Thì mình biết mình sẽ đi đâu về đâu sau khi xả cái thân tạm bợ này. Con người sống với sợ hãi là con người phá giới, con người tạo các ác nghiệp và giấu giếm mọi người. Cho nên mặt ngoài thơm thớt nói cười, mà trong đau khổ từng giây từng giờ. Cho nên cái Aristotle quan điểm đạo đức là hạnh phúc của con người. Mẫu người hạnh phúc của ông là quan điểm về trung dung. Ông nói nhút nhát quá cũng không tốt, liều lĩnh quá cũng không tốt. À mà phải là gì? Phải sống có can đảm thôi. Chứ không nên liều lĩnh cũng sai, nhút nhát cũng không được. À, khiêm tốn là nó giữa rụt rè và ngạo mạn. Con người ta không nên quá rụt rè, không nên quá kiêu căng. Ở giữa đó là khiêm tốn. Một bên là câu có suốt ngày, một bên là ba hoa chích chòe, thì ông nó ở giữa đó là sự hoan hỷ. Ông dùng cái từ là vui vẻ. Con người ta cái gì nó cũng hãy trung dung thôi, đừng thái quá. Con người động quá thì loạn, mà con người mà nó trầm quá là nó bị gì? Nó bị trầm cảm, nó bị stress, nó bị u ám. Cho nên ông ta nói hãy sống trung dung. Đó là một cái quan điểm đặc biệt hay về mẫu người lý tưởng. Không có nên làm những việc liều lĩnh vô ích, nhưng gặp trường hợp cần thiết có thể hy sinh tính mạng.
Không cần khen ai quá đáng, cũng đừng chê hại, chê bai làm hại ai, làm gì. Không quá sức quan tâm tâng bốc người khác, mà cũng đừng mà quá tâng bốc rồi sẽ chỉ trích người ta. Mình mà tâng bốc người ta quá rồi mình sẽ chỉ trích người ta thê thảm. Thì chi bằng cứ học cái hay của người, còn các cái dở, cái tệ của người tốt thì mình góp ý, mình xây dựng. Hôm nay con người mà tâng bốc được kẻ khác, con người sẽ chỉ trích kẻ khác là thấp tệ. Con người chỉ trích được người khác quá nhiều thì con người nó sẽ là một cái con người nín bợ, chứ không bao giờ là con người tốt. Mình sống cứ là đàng hoàng ngay thẳng thôi à, mà không nói xấu người khác cho dù đó là kẻ thù. Mà con điều này con học ở sư bà con. Một đời con đi tu con chưa bao giờ con nghe sư bà con nói ai cái gì. Mà con khen ai cái gì thì sư bà hỏi tới coi là khen cái gì. Mà chê ai thì sư bà hay nói, ủa con ghét người đó, con muốn thầy ghét theo, sao con nói dữ vậy. Đó là cái điều con học của thầy con. Con biết đó là cái đạo trung dung, cái đức hạnh của một con người. Cái đời này người ta hay nói xấu người khác để thấy mình tốt, mà trong khi mình càng nói xấu thì mình càng bôi nhỏ cho mình. Thì Aristotle quan điểm rằng không nên nói xấu người khác cho dù đó là kẻ thù. Người lý tưởng sẽ đi đứng khoan thai, người có cái lý tưởng sống á, nói năng ôn tồn, không hấp tấp. Họ không bị bận rộn bởi các pháp, bởi những điều phức tạp trong cuộc đời. Nhà Phật gọi là pháp thế gian, gọi là pháp trần. Ông nói tự tại, thấy không? Chịu đựng những bất trắc ở đời một cách bình thản. Tức là trong nhà Phật là biết nhân quả. Còn ông đâu có quan niệm về nhân quả. Ông nói con người mà gọi là tuyệt vời đó, con người lý tưởng là khi những bất trắc đến họ rất là bình thản. Còn mình được thuận chiều thì mình vỗ tay, mình khen ngợi, mình tán thán thôi. Mà không vừa ý thì thôi là mình trách móc, trách cả thầy, trách cả cha mẹ, oán tất cả cha cả mẹ, tất cả những người chung quanh, trong khi tất cả mọi thứ là do mình tạo. Mình tạo ra hết đó. Mà ông không nói được chữ nhân quả, nhưng ông tự biết một con người lý tưởng thì thường thích sống một mình, chứ không ùa theo đám đông. Để mà tư duy chứ, để mà đưa ra những cái điều tuyệt vời chứ. Và chính ông là đưa ra cái gì? Cái logic, cái phương pháp nhận thức của Aristotle, phương pháp suy luận là tam đạo luận, là lối suy luận ba phần: A bằng B, B bằng C, kết luận A bằng C. Đó là cái tam đạo luận, là lối suy luận của Aristotle. Ví dụ người là con vật có lý trí, Socrates là người, vậy Socrates là con vật có lý trí. Đó. Tức là trong một tam đạo luận, khi mệnh đề A không chính xác thì mệnh đề C cũng sẽ sai. Ông đưa ra phương pháp tam đạo luận thì quý thầy quý sư cô về tìm một số cái ví dụ về tam đạo luận và tìm ra cái ưu điểm, cái khuyết điểm của cái phương pháp này như thế nào. Quý thầy quý sư cô viết vô đi. Tìm những ví dụ về phương pháp suy luận. Tìm những ví dụ về phương pháp suy luận theo lối tam đoạn luận. Theo lối tam đoạn luận của Aristotle. Thì các vị tìm những ưu khuyết điểm của cái phương pháp này. A bằng B, B bằng C, kết luận A bằng C. Ví dụ, người là con vật có lý trí. Socrates là người. Socrates là con vật có lý trí. Thì chúng ta sẽ tìm những ví dụ tương tự. Đó là giúp chúng ta trong vấn đề suy luận nhận thức. Và ông cũng đưa ra phương pháp quy nạp, phương pháp diễn dịch. Những cái điều này ông học từ những người thầy của mình là Socrates và Plato, đến ông còn đưa ra những phương pháp rõ ràng hơn về quy nạp và diễn dịch. Quý thầy, quý sư cô sẽ tìm hiểu cho con phương pháp quy nạp là gì, phương pháp diễn dịch là gì. Và mình thường hay trình bày lối viết của mình theo phương pháp nào? Mình có biết mình hay viết theo cách nào không? Các thầy, các sư cô phải tự biết là con
tôi thích viết theo cái phương pháp quy nạp, là tôi thường hay trình bày một vấn đề theo phương pháp diễn dịch. Mình phải tìm hiểu diễn dịch là gì, quy nạp là gì. Đó là những điều mà Triết Phương Tây bổ sung cái tư duy lý luận cho chúng ta. Cuối cùng thì chúng ta đánh giá tổng quan về triết học Hy Lạp La Mã cổ đại. Mở lên. Mở hết. Xin mời một người trong lớp mình đọc lại cái đánh giá tổng quát về triết học Hy Lạp cổ đại nhé. Các vị mở mic và đọc. Kính mời thầy Thích Nhuận Thọ, số báo danh 114, Trương Văn Phúc. Thầy Nhuận Thọ có đi học không? Mời thầy Nhuận Thọ tắt mic và đọc trình bày đánh giá tổng quát về triết học Hy Lạp La Mã cổ đại nào. Có thầy Nhuận Thọ đây không? Rồi vắng hang. Trừ điểm nha. Nhưng phải bật mic đó rồi bỏ đi chơi nha. Không có đâu. Dạ mô Phật, có mà. Có không? Dạ, có. Rồi xin mời thầy Nhuận Thọ. Rồi. Rồi xin thầy đọc cái đánh giá tổng quát về triết học Hy Lạp La Mã cổ đại. Dạ mô Phật. Một trong những đặc trưng chính của triết học Hy Lạp cổ đại là tính sơ khai, thể hiện qua mối quan hệ của triết học với thần thoại. Một mặt khao khát giải thích những vấn đề liên quan đến cuộc sống của một cách lý trí, mặt khác lại nỗ lực tái thiết thần thoại bằng phương tiện lý trí, thể hiện tính chất bao trùm về mặt lý luận của triết học với vấn đề nhận thức, mang tính đa dạng muôn vẻ, phân cực rõ ràng về thế giới quan, chứa đựng hầu như tất cả hình thức và phương pháp tư duy căn bản nhất, mang tính biện chứng sơ khai, thể hiện qua việc giải thích tự nhiên, khám phá các quy luật nhận thức, mang tính nhân văn, khởi động từ câu nói bất hủ con người, thước đo của vạn vật của Protogas, luôn muốn xây dựng một xã hội nhà nước lý tưởng để phục vụ nhân dân. Con người trong triết học cổ đại kết hợp lý trí với đức hạnh, sự khôn ngoan với mực thước khát vọng tự do nhưng đầy trách nhiệm. Chính những triết gia ấy đã khởi dòng cho truyền thống nhân văn hầu như xuyên suốt lịch sử tư tưởng phương Tây. Dạ, con xin dạ đúng rồi. Con xin cảm ơn thầy Nhuận Thọ. Giờ một sư cô đọc lại. Và sau đó chúng ta sẽ trả lời câu hỏi như vậy. Triết học Hy Lạp cổ đại thâu tóm trong ba chủ đề chính là cái gì? Ba chủ đề chính nằm trong triết học Hy Lạp La Mã cổ đại. Ba chủ đề đó là nói về vấn đề gì? Giờ xin mời một sư cô đọc lại rồi chúng ta mới rút ra ý kiến để mà mình suy nghĩ và mình trả lời nha. Xin mời sư cô Thích Nữ Thánh Như đọc lại đánh giá tổng quát triết học Hy Lạp La Mã cổ đại. Lớp chúng ta chuẩn bị trả lời câu hỏi. Triết học phương Tây cổ đại thâu tóm trong ba chủ đề chính là chủ đề gì? Bây giờ mời sư cô Thánh Như. Mời em. Thánh Như có đi học không? Rồi, người khác nha. Thánh Như không đi học. Xin mời sư cô Thích Nữ Chơn Tâm Thông. Chơn Tâm Thông. Chơn Tâm Thông không có mặt. Xin mời sư cô Thích Nữ Trung Thiện. Sư cô Thích Nữ Trung Thiện đâu? Xin mời sư cô Thích Nữ Thánh Thanh.
Lớp có nghe không ha? Có nghe đúng không? Sư cô Thánh Thanh đâu? Dạ mô Phật, con đây ạ. Rồi, Thánh Thanh đọc đi con. Dạ mô Phật. À, mô Phật con xin đọc. Đánh giá tổng quát về triết học Hy Lạp, La Mã cổ đại. Một trong những đặc trưng chính của triết học Hy Lạp cổ đại là tính sơ khai thể hiện mối quan hệ của triết học với thần thoại. Một mặt khao khát giải thích những vấn đề liên quan đến cuộc sống một cách lý trí, mặt khác lại nỗ lực tái thiết thần thoại bằng phương tiện lý trí, thể hiện tính chất bao trùm về mặt lý luận của triết học với vấn đề nhận thức, mang tính đa dạng, muôn vẻ, phân cực rõ ràng về thế giới quan, chứa đựng hầu như tất cả các hình thức và phương pháp tư duy căn bản nhất, mang tính biện chứng sơ khai, thể hiện qua việc giải thích tự nhiên khám phá các quy luật nhận thức, mang tính nhân văn khởi động từ câu nói bất hủ con người là thước đo của vạn vật của Rotenberg, luôn mong muốn xây dựng một xã hội nhà nước lý tưởng để phục vụ nhân dân. Con người trong triết học cổ đại kết hợp lý trí với đức hạnh sự khôn ngoan với mực thước khát vọng tự do nhưng đầy trách nhiệm. Chính những triết gia ấy đã khơi dòng cho truyền thống nhân văn hậu như xuyên suốt lịch sử tư tưởng phương Tây. Mô Phật con xin hết ạ. Dạ, cảm ơn Thánh Thành. Và chúng ta đọc qua những cái đánh giá tổng quát về triết học Hy Lạp La Mã cổ đại thì chúng ta thấy là trong cái triết học Hy Lạp cổ đại này nó bàn những vấn đề gì. Là nhớ lại đi, đầu tiên từ những cái ông bắt đầu mới ra đời cho đến bây giờ, cho đến cái đời ông Aristotle và sau cái đời Socrates, Plato, Aristotle, có một cái trường phái nữa là một trường phái Hy Lạp cổ đại suy tàn. Nó bàn tới những cái vấn đề như là chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa khổ hạnh, chúng ta coi trong giáo trình có hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng nó bàn những vấn đề gì. Xin mời thầy Thích Ngộ Pháp Tâm trả lời. Mời thầy Ngộ Pháp Tâm ạ. Thầy mở mic ạ. Dạ thưa ni sư, theo con thì triết học phương Tây cổ đại từ lúc hình thành tư tưởng cho đến thế kỷ thứ sáu trước công nguyên thì có thể thâu tóm thành ba cái chủ đề chính, đó là tự nhiên, nhận thức và con người. Chính xác. Về tại sao thầy lại cho rằng có chủ đề tự nhiên? Tại vì trước đó thì triết học Hy Lạp khai sinh thì nó có những cái duy vật tự phát, nó có những tồn tại những cái yếu tố vật chất nhất định như là nhất nguyên hay đa nguyên. Nên là con nghĩ là nó theo cái tự nhiên của vạn vật. Nó tìm hiểu về tự nhiên, nó tìm hiểu về bản chất của cái thế giới này, nó tìm hiểu về cái tự nhiên, là nước nè, là lửa nè, là không khí nè, là những cái gì mà chung quanh con người, chứ nó không còn ở trong cái gì thần thoại, thơ ca thần thoại. Bắt đầu nó hướng đến tự nhiên. Người ai mà đi tìm hiểu tự nhiên là phải có khả năng tư duy toán học, tư duy vật lý học, thiên văn, có cái nhìn về cái đẹp mới có thể nhìn ra cái tự nhiên. Thì mình mà nghiên cứu triết mà mình cứ tối ngày đóng cửa ở trong máy lạnh là mình không biết gì về triết hết. Mình phải nhìn cái hoa, cái lá, nghe tiếng chim hót, nghe tiếng gió qua. Thật sự đời sống của mình là sống trong cái hơi thở vào ra và thiên nhiên. Đó là cái cách tư duy rất là minh triết từ những cái thời sơ khai của nền triết học trên thế giới. Yếu tố tự nhiên là chúng ta thấy từ những cái nhà triết gia thành Mile. Đúng không nào? Đó. Những triết gia nhận định là cái bản thể vũ trụ này bắt đầu từ nước, rồi từ không khí, rồi từ lửa, họ bắt đầu đi tìm ra cái thiên nhiên. Cho nên nó mang một cái yếu tố, đó là cái tự nhiên. Yếu tố thứ hai thầy nói với con là nhận thức. Vậy thầy nghĩ như thế nào mà thầy nói là có cái yếu tố nhận thức ở trong đó? Tại vì nó có những cái triết lý nhân sinh ở trong cái tư tưởng của các cái nhà triết học. À đúng rồi, nó mang nhiều cái tư tưởng nhận thức về thế giới, về con người.
những cái triết lý ở trong đó, chứ không đơn thuần là chỉ nói cái bản thể hay tìm hiểu về thiên nhiên đơn thuần, mà nó đưa lên rất là nhiều cái nhận thức triết học quan trọng. Đấy chưa nào? Đó. Nó mang cả tính chất duy vật, duy tâm, nó mang cả nhiều cái tư tưởng nhận thức, các phương pháp nhận thức, các cách suy nghĩ khác nhau, tức là bắt đầu tác động vào trong trí não của con người để đưa ra những cái nhận định riêng của con người, ý thức của con người như thế nào. Như Socrates nhận thức về cuộc đời như thế nào, rồi đưa vào cuộc đời với cái cách giáo dạy con người xa Plato thì quan niệm cái hang con người mê mờ như thế nào. Nhận thức về cuộc đời là con người sống trong cái hang. Còn Aristotle là hãy đi vào tìm hiểu hiện thực của cái thế giới này. Nó bộ óc khoa toàn thư đều là khẳng định cái khả năng nhận thức, cái trí tuệ của con người rất là căn bản, từ cái thời Hy Lạp cổ đại nó có hết. Rồi điều thứ ba là về con người, là xin cảm ơn thầy Ngộ Pháp Tâm, xin mời ý kiến của một vị khác. Tại sao triết học Hy Lạp La Mã cổ đại bàn về vấn đề con người thể hiện qua những quan điểm triết gia nào? Không đơn thuần là tự nhiên, không đơn thuần là về yếu tố trực quan, duy vật, sơ khai, vân vân. Những phương pháp nghiên cứu khoa học mà còn nói đến vấn đề con người, nó thể hiện qua những thiết gia nào? Xin mời thầy An Trí phát biểu ạ. Cô là như là thiết gia là Pythagore, nói về là con người là thước đo của vạn vật. Pythagore, dạ. Và, tiếp tục. Và Socrates. Socrates, đúng rồi, Socrates. Socrates là ông là một cái triết gia mà người ta khẳng định ông đưa triết học ở trên trời xuống dưới đất, gần gũi với con người. Ông vác túi đi từng con người, quý thầy. Nếu Aristotle chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm và tiền của ông là hoàng gia chia cho ông, thì Socrates vác cái túi thôi. Nhưng mà nếu nhắc tới triết học phương Tây, Hy Lạp cổ đại, người ta nói Socrates đầu tiên. Không có một cuốn sách để lại, không có một cái gì mà ghê gớm hết. Nhưng mà ông chỉ có một cái nền tư tưởng, cái sự nhận thức tuyệt vời. Mà ông chỉ nói về vấn đề con người thôi. Cho nên người ta nói triết học của Socrates là triết học về con người. Xin quý thầy ý kiến tiếp ạ. Xin mời thầy An Trí nói tiếp. Giờ để thầy nào nói rồi con tìm xong con nói tiếp. Rồi, xin cảm ơn thầy. Lúc nãy mới có mấy vị nữa đưa tay. Chúng ta nói tiếp đi. Những thiết gia Hy Lạp cổ đại, ngoài yếu tố tự nhiên, yếu tố nhận thức, một yếu tố rất quan trọng, đó là con người. Thì cái hình ảnh con người nó bàng bạc hay là nó hiện ảnh rất rõ trong cái quan điểm về đạo đức, chính trị, xã hội của Democritus, của Socrates, của Plato, Aristotle, mà thậm chí trong cách giáo dạy đệ tử của là Pythagore, quan niệm về cuộc sống của Heraclit, tất cả đều có nói về vấn đề con người, vấn đề đức hạnh. Cho nên xin quý thầy Ví Sư Cô đừng nên chỉ cứ chấp mấy câu nói, mà cuộc đời và quan điểm chính trị, xã hội, đạo đức của các ông ấy đều liên quan đến con người. Người ta phải nghĩ đến hạnh phúc của mọi người, người ta mới nói đến con người. Nếu đơn thuần mà cứ ngồi mà đi tìm hiểu đất, cục đá, rồi cái thiên nhiên, cái tự nhiên, thì cuối cùng để làm gì? Cái tìm hiểu là thế, để thấy trí tuệ của các ông ấy là như thế. Nhưng họ lại khẳng định cái hạnh phúc trên cuộc đời là ở đạo đức. Đạo đức là hạnh phúc của con người, nói theo Aristotle. Cho nên về cái mặt con người này đó, thì dù cho các thầy, các sư cô nói đến bất cứ triết gia nào cũng xin nhấn mạnh cái yếu tố con người dùng cho con, vì nó là một điều rất quan trọng. Đầu tiên là tự nhiên, hàng đầu để nói lên trí tuệ, không còn trong thơ ca thần thoại thần thánh nữa. Nó nói tự nhiên là phải có vật lý học, có thiên văn học, có hóa học, có trí tuệ mới biết tìm được trong tự nhiên cái gì. Thì chứng minh được trái đất hình tròn, chứng minh được trái đất tự quay, chứ không phải là mặt phẳng, đều phải bằng hóa học hết. Cho nên là các yếu thành tố hình thành triết học phương Tây
Có hết, là cái gì, năm yếu tố là gì, cái thầy Vích Sư cô coi kỹ cho con á, giờ sau phải trả lời đó. Những yếu tố nào hình thành triết học phương Tây? Các ví dụ về tam đoạn luận. Và tại sao các triết học Hy Lạp, La Mã cổ đại bàn về tự nhiên, về nhận thức và về con người, đặc biệt là vấn đề con người, thể hiện qua quan điểm của những vị đó bàn về đạo đức, chính trị, xã hội. Để trong lớp có rất là nhiều, một số vị xin đi tiêm vaccine thì các vị cứ việc, đó là nó sức khỏe của các vị. Và hôm nay chúng ta cũng chỉ học đến 9:30 là nghỉ thôi. Nhưng mà những cái gì mà con đã chia sẻ với lớp, xin chúng ta nghiên cứu giáo trình một cách nghiêm túc. Chúng ta học triết Tây mà chúng ta cứ ngồi rồi chúng ta phải tập đọc trên mạng, trên Google có hết. Ông này đọc sao? Protagoras, Socrates, Heraclitus, Plato. Chúng ta từng mở nghe nhạc, chúng ta phải mở nghe coi người ta phát âm mấy ông này như thế nào. Tự đọc. Hồi xưa con học trực tiếp trong lớp, con dạy tập đọc giống như học ngoại ngữ vậy đó. Bây giờ mình phải tự tập đọc. Để mà mình phát biểu về những ông đó, mình nói trôi chảy và thậm chí mình phiên âm bằng tiếng Việt ra. Protagoras. Đọc chậm không ai cười mình. Socrates, Plato, Aristotle, Democritus. Không ai cười mình. Phải tập đọc. Và chúng ta phải nhận định cái nền triết học Hy Lạp, La Mã cổ đại là mang tính đa dạng. Tất cả những phương pháp tư duy căn bản nhất cho đến hiện nay vẫn dựa trên nền Hy Lạp, La Mã cổ đại. Cho nên cái phần mà cái tổng quát là chúng ta phải kết hợp giữa bài học giảng trên lớp trên bảng với lại giáo trình, hai cái phải kết hợp vào. Giáo trình là một mảng mà cái trình bày qua trên bảng, cái PowerPoint đó, hai cái kết hợp vô. Nói lên những cái đánh giá tổng quan của triết học Hy Lạp, La Mã cổ đại. Tính biện chứng sơ khai là nói lên cách khám phá quy luật nhận thức rồi giải thích tự nhiên như thế nào. Nó biện chứng là sao? Nó nói và nó chứng minh được. Nhưng mà nó rất là đơn sơ, rất là giản dị. Chẳng hạn như nhà hiền triết nào đầu tiên trên thế giới khẳng định bản thể này là từ nước. Một triết gia thành Mi Lê. Đầu tiên, ai? Tên gì? Triết gia đầu tiên tên gì? Các vị nhớ không? Đầu tiên của nền triết học phương Tây. Ông tên gì? Mở ra coi. Mi Lê là triết gia thành Mi Lê. Là mấy ông nó sanh ra ở Mi Lê. Những cái ông đầu tiên tên gì? Có những định đề toán học. Ông tên gì ạ? Ông có định đề toán học đó. Thales. Đúng rồi, đó, Thales. Thấy ông nào, Thales sao mình không nhớ được. Ông là triết gia, hiền triết đầu tiên, minh triết và cuối cùng là ông là triết gia. Lúc đó cái từ triết gia chưa có, nhưng mà ông là người đầu tiên. Khi ông tìm ra cái nguyên tố cơ bản tạo nên vạn vật là nước. Nguyên tố. Chứ ông không nói thần tiên đồ, thần này lấy thần kia đẻ ra thần nọ. Mà ông nói nguyên tố đầu tiên là nước. Thales. Chính xác. Khi mà khái niệm triết học, con có nói vấn đề này, thầy Bổn Tâm nói đúng. Con người ta không muốn lệ thuộc thần thoại nữa. Chúng ta thấy rằng là khi mà họ đi tìm các nguyên tố là họ cảm nhận rằng cái gì mình cũng phó thác cho thần thoại là đó là một cái điều vô minh của nhân loại. Cho nên bắt đầu họ phát hiện, mà phát hiện một cách sơ khai. Rồi càng về sau cho đến cái đến giai đoạn mà phát triển ở một cái đỉnh nào đó, một cái mức độ cao đó, bắt đầu họ nghĩ rằng có một cái vị thượng đế mà sáng tạo muôn loài thôi. Ở giai đoạn triết học thời Trung cổ, họ quay trở về một vị thượng đế. Chứ còn hồi xưa là đa thần.
đủ thứ thần hết. Đến giai đoạn trung cổ là còn có một vị thượng đế 6 ngày đêm tạo ra muôn loài, giờ sau mình sẽ học. Tạo đàn ông, tạo ra đàn bà luôn. Nhưng mà đến cái giai đoạn triết học khai sáng là bắt đầu phủ nhận hết. Làm gì có chuyện mà ông thượng đế tạo ra trái đất rồi đàn ông đàn bà họ không đồng ý. Tức là nó thay đổi chứ quý thầy, quý sư cô, thay đổi. Và bây giờ cái ví dụ như cái Giáng sinh rồi Noel ở trên thế giới họ vẫn xem như một cái ngày Tết lễ thôi. Chứ họ không còn thần tượng về thượng đế giống như những cái ngày tháng xa xưa. Họ tin vào khoa học. Thế rồi Đức Phật của chúng ta là duy tâm hay duy vật ấy? Mai mốt các thầy các sư cô phải trả lời cho con nghe nhá. Không phải đơn thuần học vậy đâu. Đức Phật mình cuối cùng là duy vật hay duy tâm? Và với Đức Phật ai là tạo ra cái thế giới này, vũ trụ này, nhân sinh này? Thế thì chúng ta sẽ thấy đánh giá tổng quan về triết học Hy Lạp La Mã cổ đại, nó mang tính đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Các phương pháp tư duy, các hình thức tư duy, biện chứng, tuy đã là biện chứng là logic rồi. Nói ra biện chứng là phải có những cái tư biện, những cái cách lý luận mà chứng minh được một vấn đề gì đó. Cho nên đã bắt đầu có những vấn đề biện chứng, chứ không phải nói theo cảm tính mơ hồ, mà người ta phải có những cái biện chứng. Rồi giải thích tự nhiên, khám phá các quy luật nhận thức, rồi mang tính nhân văn, khẳng định xã hội, chính trị, xã hội, đạo đức của con người. Và tất cả những vấn đề đó đều nằm trong triết học Hy Lạp La Mã cổ đại. Cho nên chúng ta sắp sửa bước qua một nền triết học mới trong giờ sau, thì con xin quý thầy phải nhìn nhận lại cái nền triết học này đúng cái tầm quan trọng của nó. Cái sang thời trung cổ là mình không tìm ra những cái triết gia như thế, mà họ nói là phải tin. Trước khi hiểu hãy tin đi cái đã. Và thậm chí không cần hiểu nữa. Tôi tin vì điều đó là vô lý. Các ông cha là đại diện các nhà thần học đã phát biểu, tôi tin vì điều đó quá vô lý nên tôi tin. Chúng ta bắt đầu đi hết cái phần này sang giai đoạn triết học thời trung cổ. Những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, tư duy của con người. Đại diện là một thế giới phương Tây. Quý thầy, quý sư cô sẽ hiểu. Và bản thân mình cũng đi qua biết bao nhiêu giai đoạn luân hồi sanh tử. Mình cũng khi thì trong cái cõi này, khi thì trong cõi kia. Cho nên ngay bây giờ cũng có khi mình sáng, có khi mình tối. Có khi mình thanh cảnh, có khi mình u minh. Có khi mình tham muốn, có khi mình thanh tịnh. Là vì mình cũng trải qua vô vàn, vô biên kiếp sống. Cũng có những kiếp mình cũng ở trong những cái cõi giới đó. Nhưng mình cũng phải đi lại hành trình lịch sử loài người thông qua nền minh triết phương Tây. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay lớp chúng ta sẽ nghỉ ngang ở đây. Và giờ sau thì chúng ta sẽ ôn lại cái triết học Hy Lạp La Mã cổ đại này, coi kỹ bài. Con sẽ đưa ra một số câu hỏi để chúng ta tư duy cho nó có hướng, phương hướng chính. Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu nền triết học thời trung cổ. Xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô đã là cùng với con ngược lại cái nền tư duy triết học của phương Tây cách rất là tập trung, có sự nghiên cứu, có suy nghĩ và có nhiều hứng thú trong cái giờ học. Xin cảm ơn toàn thể quý tăng ni sinh trong cái lớp dẫn nhập triết phương Tây của chúng ta. Và quý thầy, quý sư cô không nên chủ quan. Có giáo trình thì mình sẽ nắm được bài. Nói như thế, nhưng mà chúng ta học chủ yếu là để so sánh với nền triết học Phật giáo. Mà những cái so sánh đó trong giáo trình không bao giờ có. Nó chỉ là sự chia sẻ của chúng ta trong lớp học với nhau. Trong giáo trình là chỉ là tốt lắm là con đưa lại những câu nói thời gian để các thầy, những sư cô biết cái tinh hoa triết Tây. Chứ bây giờ đưa một cuốn sách triết Tây nó dày như vậy nè. Thì cũng thương mấy thầy lắm, thương các cô lắm, nhiều môn. Nhưng mà học ở trong lớp đây chúng ta sẽ biết cái sự định hướng để mình làm thu hoạch, để viết tiểu luận và mình nắm được tinh hoa của triết học phương Tây. Xin cảm ơn toàn thể tăng ni sinh trong lớp dẫn nhập triết phương Tây khóa 16. Hẹn gặp lại trong thứ 6 tuần tới. Xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô, chúng ta hồi hướng nha. Ta mở mic hồi hướng đi ạ. À, xin có quý thầy phát biểu. Xin mời thầy Ngộ phát tâm phát biểu.
thầy An Trí, còn ai nữa? Rồi mời thầy Ngộ Pháp Tâm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư Giáo Thọ, kính thưa đại chúng. Năm nay là một năm đầy biến động của đại dịch Covid-19. Có rất là nhiều người khốn khổ, thậm chí là không qua khỏi. Nhưng mà trong khi đó, lành thai trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, chúng con lại có phước duyên lớn là được Chư Tôn Thiền Đức, Hội đồng Điều hành Học viện tạo điều kiện cho chúng con bình an tu học online dưới sự chỉ dạy tận tâm của quý Ngài. Ăn đức ấy, chúng con xin hằng ghi nhớ. Buổi sáng học hôm nay là buổi học sáng cuối cùng của môn dẫn nhập triết học phương Tây trước khi chúng ta nghỉ Tết Nguyên Đán. Nên chúng con có đôi lời cảm tưởng chân thành tri ân chúc Tết gửi đến Ni Sư Giáo Thọ cũng như toàn thể quý thầy, quý cô trong lớp mình. Mặc dù chúng ta mới học được 3 buổi thôi, nhưng chúng con cảm nhận được sự nhiệt huyết, tận tụy tận tâm của Ni Sư. Nhờ những bài học lời dạy của Ni Sư Giáo Thọ mà chúng con được khai tâm mở trí, tiến tu đạo hạnh. Chúng con biết rằng vì chúng con mà quý Ni Sư đã trải qua rất nhiều khó khăn, biết bao nhiêu gian lao thử thách với phong sương, lặn lội trong đường ngũ trược và hoằng pháp dạy dỗ cho chúng con. Ăn đức này sâu dày vô lượng, chúng con không biết nói lời gì đây để diễn tả hết lòng biết ơn chân thành của chúng con đối với công lao giáo hóa của quý Ni Sư. Chúng con nguyện tinh tấn tu hành và học tập thật tốt, noi theo tấm gương sáng của quý Ni Sư để đền đáp cái thâm ân dạy dỗ của quý Ni Sư. Thì nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022, muôn hoa đua nở, hương xuân phảng phất, vạn vật đâm chồi nảy lộc, tập thể chúng con nghiêng mình nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Ni Sư pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu để dẫn dắt chúng sanh trên bước đường học Phật. Kính chúc quý Ni Sư dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc toàn thể thành viên trong lớp mình có một năm mới bình an, khỏe mạnh, vạn sự như ý, cát tường an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Con rất là cảm kích lời chúc, và thậm chí là con cũng thấy có những cái hạnh phúc, bởi vì quý thầy, quý sư cô cũng là trẻ nhưng cũng rất là thấm thương cha, hiểu được cái nỗi khổ của nhân sinh và biết mình đang rất là hạnh phúc được nghiên cứu giáo pháp của Như Lai. Thậm chí những môn học ngoại điển như thế này nó cũng bổ sung rất nhiều cho cái đời sống tu tập của mình. Vì vậy mà dâng lên những lời tri ân làm cho con rất là cảm động. Con thấy tinh thần học của lớp tạo cho mình thêm một cái nguồn năng lượng rất là lớn để tiếp tục gắn bó với học viện và với các thế hệ tăng ni sinh. Xin cảm ơn thầy Ngộ Pháp Tâm đã thay mặt cho toàn thể cái lớp chiếc cây của khóa 16 đã tặng cho con và toàn lớp những lời chúc tốt đẹp nhất trước thềm năm mới. Hóa ra đây là buổi học cuối cùng mà con cũng không có để ý luôn ạ. Dạ. Thôi thì con cũng xin chúc toàn lớp chúng ta một năm mới nhiều cái sự, thứ nhất là phải bình yên, cũng mong là dịch bệnh là nhẹ nhàng đi qua, rồi chúng ta cùng an vui học tập với nhau mà gặt hái những cái tinh hoa của cuộc đời. Đầu năm mới gặp lại, chúng ta sẽ có một cái tư thế khỏe mạnh hơn, vui hơn, sáng suốt hơn, trí tuệ hơn để đón nhận tất cả những cái tinh hoa của Phật Pháp và tinh hoa của nền minh triết của nhân loại dành cho cái tăng ni sinh khóa 16 của chúng ta. Mong toàn lớp chúng ta học kết thúc để nghỉ Tết một tư thái an vui, trở về với thầy tổ thì sẽ có nhiều cái điều hay, nhiều cái bài học tốt để mà dâng lên tâm sự với thầy, để thầy thấy rằng thì ra người đệ tử của mình thật là tiến bộ rất là nhanh, mặc dù cuộc sống này vô cùng bi đát, thậm chí là tan thương. Cảm ơn quý thầy, quý sư cô rất là nhiều. Vậy là mong sẽ gặp lại toàn lớp chúng ta vào năm mới, sau khi là Tết Nguyên Đán đã đi qua, không thiếu ai nha. Dạ, Nam Mô cảm ơn quý Ni Sư ạ. Chúng con xin y giáo phụ hành ạ.
Dạ, có là ai phát biểu nữa không ạ? Dạ, thôi thì xin chúc toàn lớp xuân đến rồi xuân sẽ đi, nhưng mà xuân lòng sẽ đẹp hoài với những người con Phật. Rồi xin hẹn gặp lại toàn lớp sau Tết Nguyên Đán, và sẽ gửi thêm tư liệu cho lớp để mà vui vui mình mở mình xem. Vậy ha. Rồi thôi giờ chúng ta mở mic để hồi hướng. Thầy Ngộ Pháp Tâm, các thầy Bổn Tâm rồi, cái thầy mở đi, thầy An Trí mở mic ra. Và chúng ta cùng nhau hồi hướng nha. Dạ, mời sư Minh Hùng, cái thầy mở mic. Nguyện với sư cô Tết này mà có ở, vẫn còn ở những khu vực gần thành phố thì mời về chùa con, chùa Thiên Quang ở ngay Nhĩ An, rất là gần Thủ Đức. Dạ, rất là mong gặp tăng ni sinh khóa 16. Nếu mà chúng ta ở xa, chúng ta về thăm thầy tổ và sẽ có dịp chúng ta gặp nhau ở một cái mái chùa nào đó, mà con thì con sẵn sàng đón tiếp tăng ni sinh khóa 16 thân yêu, đặc biệt là lớp Thuyết Phương Tây. Dạ, xin chào quý thầy, quý sư cô. Cảm ơn sư cô. Dạ. Cảm ơn sư cô nhiều, A Di Đà Phật. Dạ, dạ, mô Phật.